Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sau 4 tập phát sóng vòng ghi âm, 29 cái tên xuất sắc nhất đại diện cho 4 album của 4 đội đã chính thức lộ diện. Để cùng tranh tài với nhau ở thử thách tiếp theo, đó chính là Đài Sáng Tết 24 giờ. Đội đầu tiên đón nhận thử thách chính là đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Với 7 cái tên trong đội hình đó là Dương Quốc Huy, Bùi Lan Hương, Nam Trương Andy, Hoàng Khả Linh, Dinh Tuấn Kiệt, Sinh Hồng Vịnh và cuối cùng là Đinh Tuấn Anh. 7 màu sắc âm nhạc này sẽ cùng với vị huấn luyện viên của mình và một cố vấn chuyên môn ở tập này, đó chính là nhà sản xuất âm nhạc Linh Vi. Cái phương châm của Linh Vi từ trước đến giờ vẫn là nếu như mà mình có thể làm một cái gì đấy để giúp đỡ cho các bạn tài năng trẻ thì Linh Vi không bao giờ ngần ngại. Tất cả di chuyển đến một địa điểm được định sẵn để đón nhận thử thách đầu tiên chính là Đài Sáng Tết. Anh ấy thích cái vòng này, tức là nó gây được áp lực mạnh, các bạn ấy phải làm hết sức của mình. Chiếc đồng hồ 24 giờ chính thức đếm ngược kể từ lúc 7 thí sinh bước vào 7 không gian hoàn toàn tách biệt để hoàn tất sáng tác cá nhân trước một chủ đề bất kỳ được đặt ra từ huấn luyện viên. Phải không nhớ bây giờ học luôn. Đấy, mạng xã hội anh. Yes, riêng em, anh sẽ cho em một cái khác mọi người. Đấy là chính là cái lần đầu tiên anh làm việc với em mà em phải vượt qua cái thử thách này. Mày là số phận phải gạch ra. Đấy. Nó phải lên ngay như vậy rồi. Mình hổ não luôn. Baby, baby, I don't like. Đấy, khó thế. Nào à? Mệt quá, anh bắn thẳng quá. Nếu mà nói vào tổng thể của cái bài này thì không hay luôn ấy. Em hãy làm một bài mới. Không ạ. Cuối cùng sẽ có 4 thí sinh tài năng nhất bước tiếp vào vòng tranh đấu. Thực sự là một quyết định rất khó khăn. Anh không muốn loại bất kỳ một ai ở đây cả. Tại đây, họ sẽ trình diện trước hội đồng chuyên môn để giành quyền bước vào vòng bán kết của bài hát hay nhất. Tôi ngồi và vẫn đang thất thần. Tôi cảm thấy bị sửng sốt. Giọng như này trên thế giới cũng ít, chứ không phải là ở Việt Nam. Ca khúc này sẽ thành hit ấy. Phải dành cho bạn một lời khen, bạn đã dám dấn thân vào một loại nhạc nó gai góc chứ nó không dễ nghe. Mình muốn ấn banh cái nút này luôn á. Liệu ai sẽ chinh phục thành công 21 điểm tuyệt đối? Cảm ơn nhãn hàng Oppo đã đồng hành cùng chương trình Bài Hát Hay Nhất 2018. Bảy cá tính sôi động, trẻ trung của đội Hồ Hoài Anh chính là những người đầu tiên bước vào thử thách Trại Sáng Tác của Bài Hát Hay Nhất năm nay. Chào mừng tất cả mọi người đến với Trại Sáng Tác. Tham gia cái vòng đầu tiên của Sing My Song ấy, tôi đã rất là thích thú rồi. Đến bây giờ nữa thì tôi lại cảm thấy thích hơn. Chúng ta có mặt ở đây để làm một cái việc khán giả rất là mong chờ. Bởi vì là khán giả rất là muốn biết xem rằng là từ khi mà chúng ta bắt đầu đặt bút viết lên một cái tác phẩm nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ phải đặt áp lực ở trong 24 tiếng này thì chúng ta sẽ phải viết ra được một cái bài theo chủ đề anh là người lựa chọn. Chắc là mệt lắm đây, bởi vì là 24 giờ sẽ liên tục hoạt động và không có lúc nào được ngơi nghỉ. Huy nghĩ đây là một trong những việc căng thẳng nhất Huy đã từng làm trong cuộc đời. Cảm giác giống như là mình đang đi thi đại học lại một lần nữa vậy đó. Hôm nay anh mời đến đây một người bạn, một người em của anh. Đấy là Slim V, mọi người chào đón Khải. Mình thực sự là bất ngờ. Cảm thấy rất là vui và phấn khích. Nhìn ảnh ngầu nên cũng thấy hơi sợ sợ. Ai cũng biết Slim V rồi. Slim V là một người em, một người bạn của anh, đã hợp tác với nhau rất là nhiều và cảm thấy cũng ăn ý. Quan trọng hơn đấy là anh muốn Slim V chia sẻ với các bạn trong một cái tâm thế của tất cả những người trẻ. Nếu như mà mình có thể làm một cái gì đấy để giúp đỡ cho các bạn tài năng trẻ thì Slim V không bao giờ ngần ngại. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Slim V rất vui khi được có mặt ở Trại Sáng Tác. Các bạn là những niềm cảm hứng của Slim V. Các bạn làm cho Slim V gợi nhớ đến cái lúc mà mình bắt đầu chập chững viết những cái ca khúc, những cái nốt nhạc đầu tiên. Đây sẽ là một cái dịp rất đáng nhớ đối với Slim V. Hy vọng là Slim V cùng với các bạn sẽ làm ra những sản phẩm thật hay và có thể đưa được các bạn đến với cái ý tưởng của mình gần nhất có thể. Yeah. Và anh tin rằng là các em sẽ chứng tỏ được cho anh thấy rằng là các em chính là những ngôi sao và chứng tỏ với khán giả các em là những người nghệ sĩ. Được không? Bây giờ mời các bạn đi về phòng của mình và anh sẽ cùng với Slim V đi đến để đưa cái chủ đề của anh cho mọi người. Yeah. Thì anh rất mong là anh sẽ nhìn thấy những cái nốt nhạc hay nhất của các em và những cái ý tưởng độc đáo nhất của các em. Good luck.
đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu chuyển động. Các bạn thí sinh di chuyển về phòng và thực hiện việc trang trí không gian sáng tác của riêng mình. Trước giờ mình viết nhạc thì mình chưa bao giờ mà ép mình trong vòng chỉ có 24 tiếng ở trong một căn phòng đó thôi mà có thể viết ra được một bài hát. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và cố vấn Slim V lần lượt đến gặp từng tác giả để giao cho họ những chủ đề vô cùng bất ngờ trong 2 giờ đầu tiên. Đây, đây rồi. Ủa? Jin Tuấn Kiệt là một cái bạn thí sinh mà đến với Sing My Song trong một cái tâm thế và một cái áp lực lớn hơn các bạn thí sinh khác. Đầu tiên là anh phải nói với em ấy là bạn này là hot boy của đội của anh, có một độ phủ sóng rất là kinh khủng, rất là nhiều fan. Mình cũng mới tập tành viết đây thôi, cũng không phải là dân chuyên về viết lách, thực sự rất là căng thẳng luôn. Em đang nghĩ rằng là anh sẽ cho em chủ đề kiểu gì? Trước giờ xin chỉ toàn viết nhạc ballad thôi, chưa bao giờ thử viết chủ đề khác, thể loại khác hết. Nói thật là cái giọng hát của bạn ấy nó cũng có nhiều những cái hạn chế. Vâng. Nếu mà hát ballad thì anh nghĩ là nó sẽ có nhiều cái thiệt thòi với bạn. Chính vậy nên là mình mới tìm một cái gì đấy nó fun hơn một chút. Em hồi hộp quá. Đấy nha, chữ anh hơi xấu một tí. Em mà mạng xã hội. Mạng xã hội á. Yes. Kể hay nha, mình thực sự rất là hoang mang luôn. Rõ ràng là bây giờ mạng xã hội nó sống với mình đúng không? Nhất là em có thể gọi là một cái hình mẫu thần tượng nữa. Trong cái mạng xã hội nó có quá nhiều chuyện, kiểu gì nó cũng sẽ có những cái kể lể hoặc là hơi hip hop hoặc là funky gì đấy. Anh cũng muốn thử thách để cho bạn ý khác đi. Ngay lập tức em sẽ nghĩ đến cái gì? Mấy bạn trẻ bây giờ hay lên mạng xã hội bóc phốt nhau. Bóc phốt? Dạ. Chửi mắng nhau. Rồi chửi mắng. Tiếp đi. Những cái chuyện như vậy trên mạng xã hội hiện nay rất là nhiều và Jin đã lấy những cái ý tưởng đó. Anh bảo nha, em biết không? Mình có thể phân tích được con người này là hay nhìn về những thứ tiêu cực. Về những cái chủ đề như thế này, nó mới là một cái độc và nó là một cái rất là khó, chứ bây giờ không phải ai cũng làm được. Anh cũng thích cái hướng đi là tích cực hơn. Tại sao không phải là tình yêu trên mạng xã hội đúng không? Hay là những cái động lực mà người ta chia sẻ với nhau qua mạng xã hội. Đấy là bọn anh chỉ gợi ý thôi. Cái anh áp đặt là gì? Mạng xã hội trong cái câu chuyện của em nó phải thể hiện được cái đấy. Thế còn mỗi người có một suy nghĩ riêng đúng không? Mà đôi khi tiêu cực nó sẽ có thông điệp mạnh hơn. Đầu tiên mình cũng nghĩ rằng là hay là làm những cái gì để thử thách để các bạn ý phải vượt qua được. Nhưng sau rồi thì tôi chỉ muốn tìm một cái gì đó nó có được cái sự đồng cảm. Trong đội tôi thì có một cái cô gái mà tôi nghĩ rằng là có thể tiệm cận với thị trường nhất bây giờ. Đấy là Xin Hồng Vịnh. Đây, Xin. Chào các bạn cùng tên. Hai anh em cũng có duyên kết hợp với nhau trong một số chương trình trước đó rồi. Thường em ở nhà em làm việc với những thứ này à? Dạ vâng ạ. Cái này là bộ di động, còn bộ ở nhà là khác nữa. Làm tiếng không em? Tiếng. Ok, riêng em, Slim V sẽ cho em một cái phần trống. Ok. Hay hơn đúng không? Nói cho một cái lúc trống đó thì nó không có dễ chút nào. Em bắt buộc em sau em sẽ dùng cái loop này ở trống này cho bài hát của em, được không? Yeah. Jin thì đúng phong cách rất là trẻ trung, gần gũi và cũng rất là hiểu thị trường. Em thấy Jin có một cái màu rất hiện đại và em thấy anh chọn cho bạn thì cái quốc tế là chính xác luôn. Ê. Nó cũng là cái chất của mình, cũng kiểu hơi R&B, hơi hip hop. Phương án 1 nhá. Kiểu này là cũng... Đây, cái đấy được đấy. Lấy cái sao này nhé. Thôi, chốt cái vừa xong. Đưa hẳn cho mình cái nhịp đó luôn, tempo đó luôn. Và mình phải viết được cái gì trên một cái yếu tố người ta cho sẵn. Cái đầu hay hơn. Em là thí sinh. Em không được phép lựa chọn. Chết. Chết chắc luôn đấy. Trong các bạn thí sinh thì Xin Hùng Vịnh và bạn Bùi Lan Hương đều mang phần mềm làm nhạc đến và tự produce ngay tại chỗ. Đúng là của em đấy nhở, đúng không? Thực ra thì anh Hùi, anh là một người rất là vui tính. Khi mà anh làm mọi việc thì anh muốn là mọi người ở trong một tư thế thoải mái, cũng vui vui, cũng dễ thương. Em ơi! Anh có biết anh bé còn đúng không? Em ở đây là cái gì? Đôi môi. À yes, thế là anh vẽ đúng rồi. Thế mình vẽ cái mặt đây. Cái mặt đây thì nó sẽ là cái... Đấy, trông giống em đấy chứ. Mình sẽ dùng từ là gợi cảm đi. Rất là may mắn, đấy là một chủ đề thế mạnh của mình. Thế là đúng rồi em rồi thì nó. Cảm ơn anh.
không? Hợp nhá. Dù sao ấy, âm nhạc vẫn phải là cái của bản thân mình. Nếu mà gò ép mà yêu cầu phải sáng tác những điều không thuộc về bản thân bạn thì chắc bọn mình vẫn làm được thôi, nhưng mà nó sẽ không được 100% hay. Lúc trước thì anh có nghe qua một cái bài em viết, thì thực ra anh thấy cái cách viết của em nó rất là hay, nhưng mà nó đang bị theo cái hướng chiều ngang hơi bị nhiều quá. Và em chưa có sự tính toán về chiều dọc. Mấy câu đầu thở than, người ta đang nghĩ là lên cái rồi. Thở than, em hiểu ý không? Thôi đấy là gợi ý thôi nhá, còn bây giờ em ngồi em làm nhá, xong một lát nữa anh quay lại. Ở đây thì mình đã không ép các bạn ấy phải sáng tác theo một cái thể loại âm nhạc hip hop, R&B, pop hay cái gì. Mình chỉ cho một cái chủ đề nó rất là rộng để các bạn ấy có thể dựa trên cái chủ đề đấy để các bạn làm được một cái gì đấy nó hay và nó phù hợp với các bạn. Khi nhận được đề tài của anh Hồi Anh thì thật sự Huy cảm thấy rất là bối rối. Một tình huống rất là bất ngờ với mình, làm cho Khả Linh phải suy nghĩ rất nhiều. Một ca khúc viết về Việt Nam thì ca từ phải rất là chọn lọc, giai điệu cũng không có được sơ sài quá. Em sẽ lấy tai nghe của khán giả làm cái thước đo trước, và sau đó mình sẽ lồng những yếu tố dân gian và dân tộc vào trong đó để cho nó vừa hiện đại mà vừa vẫn giữ được những cái chất của những ngày xa xưa. Nó sẽ là một cái màu rất là khác. Anh đưa chủ đề này để em gợi nhớ đến những người tù, những người bị giam cầm trong xã hội. Người tù. Dạ. Ngay ban đầu em chỉ nghĩ là bạn ấy sẽ đưa về một cái vấn đề gì đấy ở ngoài xã hội để cho vào tù luôn. Nó cũng sốc đấy. Sao em nghĩ nhanh đấy? Dạ, em cũng có một ý định ở cũ nhưng mà em chưa có điều kiện để viết. Thế anh cho chủ đề này hợp với em quá gì đúng không? Có nhân văn thì thường là các ca khúc cho trẻ em. Nghĩa là cái chủ đề này thì nó rất là rộng. Mình đúng có rồi. Thể khai thác về tình cảm giữa con người với nhau, cái hoàn cảnh đặc biệt ở đấy để mình miêu tả cái nội tâm của mình. Thì nếu mà em viết về trẻ em thì sẽ có vẻ như hơi lạc đi một chút. Đối với cả một cái người mà sáng tác chuyên nghiệp ấy thì việc để mà ngồi sáng tác trong 24 giờ ấy, thì nó cũng không phải là một cái gì đấy quá khó khăn. Cái khó nhất đấy là khi mà các bạn ấy nhận chủ đề thì làm thế nào để các bạn ấy đặt được ra cái vấn đề nó sâu sắc hoặc là nó đặc biệt. Thân tặng cho đồng chí một cái tin luôn. Tình yêu có rất là nhiều kiểu tình yêu. Có đến hàng triệu bài tình yêu rồi, nhưng mà làm nào cái bài tình yêu của mình nó lại nổi bật. Giai điệu vừa phải catchy và lời phải là một cái câu mà người ta ấn tượng. Khi mà nhắc đến cái bài của mình thì người ta phải nhớ ngay đến cái câu đấy. Tìm được một cái câu key bây giờ không hề dễ dàng một tí nào. Mình cũng rất là áp lực khi nhận đề tài tình yêu này. Tôi vẫn hướng các bạn ý rằng là hãy kể những cái câu chuyện gì nó thật là rõ ràng, thật là cô đọng và thì các bạn ấy mới sẽ dễ dàng đến được thành công hơn. Anh nghĩ là trong khi mà em biết được cái cá nhân của mình, em nên làm sao đưa vào một cái góc nhìn mà tất cả mọi người nhìn thấy mình ở trong đấy. Khi mà người ta nghe một bài hát mà người ta thấy mình ở trong đấy thì cái bài hát ấy nó sẽ dễ thành công. Thì anh tin là em đi làm được thôi. Vấn đề là anh kỳ vọng của em nó phải hay ho hơn. Hy vọng là cái sự thúc đẩy của mình có thể làm cho bạn thay đổi hơn. Khi mà tham gia cái vòng đầu tiên của Sing My Song ấy, tôi đã rất là thích thú rồi. Đến bây giờ nữa thì tôi lại cảm thấy thích hơn. Cái việc mà tạo áp lực cho các bạn ấy để các bạn ấy có thể sản xuất ra những cái tác phẩm hay, nó cũng rất là hay. Cho em thử anh nha nào. Tại sao là ngay lúc này? Như đối với Nam ấy, cách đi về giai điệu nó khá là dễ nghe. Nhưng mà cái việc catchy này nó là con dao hai lưỡi. Bởi vì nếu như mà cái màu sắc và cái cá tính âm nhạc nó không rõ ràng thì nó sẽ rất dễ bị lẫn với rất là nhiều những cái nghệ sĩ khác. Nghe nó hơi kiểu pop Hàn Quốc không anh nhỉ? Anh cũng thấy bài này nó không ổn. Anh nhớ cái hòa âm em đánh. Cái này đúng không? Em hát được nào? Vòng này nó quá là bình thường ấy nhỉ. Anh thấy không hay luôn ấy. Thì đó giống như là một cú tát để mình tỉnh lại là mình đang làm gì và mục đích đến với chương trình bài hát hay nhất là gì. Em nghĩ em gấp lên nó vẫn chưa hay. Mà em nghĩ em có thể làm tốt. Cho anh nghe cái bài này anh thấy anh lại hơi thất vọng một tí. Anh tưởng rằng nó phải ra chất của em hơn. Rất là may như nào anh mang một cái người này đến để tiếp sức cho em. Đâu rồi? Thì khi mình ra cửa thì... Hello! Khi mà bạn gái bước vào thì thật sự là mình rất là vui và bất ngờ. Để hai người bọn em nói chuyện với nhau. Anh đi ra ngoài. Đi.
anh cũng rất là tâm lý khi mà anh mang bạn gái của Nam đến, đúng là nó là một cái cú hích. Bạn gái mình tới đây thì đó là một nguồn động lực rất là lớn để mình tập trung sáng tác, và thực sự thì đó cũng là một nguồn cảm hứng. Ghê, làm bất ngờ đồ. Giờ không biết phải viết sao. Nãy giờ ăn canh bí không à? Ăn canh bí. Bài nãy em chửi tattoo. Bây giờ làm lại từ đầu đi, còn nhiều thời gian mà. Nhiều khi ăn cơm của em xong cái em đóng ý tưởng. Khó khăn thì xin tài năng. Mình lại có đủ sự tập trung, ý chí để mình có thể viết ra được những bài hát. Mình cảm thấy đó là bài hát hay nhất. Làm hết sức thôi, nhưng mà chắc sẽ viết một bài nội dung khác với bài đầu tiên. Nhưng mà giờ vui thì chắc cứ viết bài vui chứ viết bài buồn được rồi. Ủa chứ sáng giờ anh buồn hả? Không phải buồn đâu, cứ sao sao. Anh coi như mình đi du lịch đi. Ok. Bình thường anh căng thẳng anh đâu có viết được đâu. Em biết rồi. Tại cái các cái thí sinh của đội tôi thì tôi cũng đã có nhiều thời gian để tìm hiểu với các bạn ấy, và tôi cũng thấy rằng là các bạn ấy đang đi đúng với cả cái khả năng của các bạn ấy trong cái vòng này. Em thử một phần đấy như nào. Ý tưởng của mình đó là không phải những người nào đi tù cũng là xấu cả. Như là vì một người lái xe không kịp kiểm soát tay lái của mình và lỡ gây ra tai nạn, dẫn họ đến con đường tù tội. Cho nên mình muốn khai thác về những góc khuất của họ để mọi người có thể hiểu hơn về họ. Bỏ luôn cả các em, ai sẽ là người lo những lúc tắt đèn. Thực ra lúc đó anh cũng đang suy nghĩ hay là thôi không nên chọn, bởi vì vấn đề nó cũng gai góc, sợ rằng là khó có được cái sự đồng cảm. Chiếc xe đã lao thẳng tấp người, chỉ kịp thúc nên thôi xong rồi, không thể nào cứu được. Không sao em chưa chưa thế này. Sao em phải lên điệp khúc luôn chứ? Dạ. Đấy, nó phải lên ngay như vậy rồi. Rõ ràng là khi nãy nghe được cái khung bài thì em thấy là hay đấy. Cũng được đấy đúng không? Chỉ có một cái khó khăn ấy, nhất đấy là cái giọng hát của bạn ý có đủ cái power để hát cái nhạc này không thôi. Em đang viết là đô thứ đúng không? Điểm khúc em chỉ loanh quanh nốt son với la dáng thôi. Đấy kiểu thế thôi. Tức là cái motif nó chỉ một câu nhạc thôi. Ok, thôi mình lại đi tiếp. Em tính tiếp nhá. Dạ. Hơi hình dùng hơi Bruno Mars nhỉ? Khá được đúng không? Melody như này khá được. Em tính là em lấy một cái chữ mà trên mạng giờ người ta hay để một cái hashtag. Em để là để xem được bao lâu. Để xem được bao lâu. Bao lâu xong bắt đầu lại nói về một vấn đề gì đấy. Để xem được bao lâu. Dạ đúng rồi. Em đi theo hướng này ok đấy. Em hoàn thiện cái bài đi, xong rồi lát nữa anh quay lại anh xem tiếp nhá. Khi làm việc với anh Hồi Anh thì mình đã học hỏi được rất là nhiều thứ mới lạ. Bạn biết đấy, thí sinh mà đi thi thì sẽ cảm thấy rất là run, rồi nhiều áp lực ấy. Tôi cảm thấy như là không an lòng để mà nghỉ. Nhưng mà nhiều khi mệt quá thì cũng vẫn phải ngủ tiếp đi. Ở đâu rồi? Sao lại nằm ngủ thế này? Không làm à? Mệt quá, căng thẳng quá thì ngủ một tí. À thế nãy giờ ngủ không làm được gì? Cũng có, làm được hợp âm, rồi em làm được 2-3 câu gì đấy. Khi mà hai người ta đang kiểu rất là hạnh phúc đi rong chơi bên nhau á, sau đó là hai người kiểu chán ngập trong hạnh phúc và cả bài chỉ hạnh phúc như thế thôi. Không ai có thể nói em là suốt ngày hát nhạc ỉ ôi nữa. Mình không muốn đem một ca khúc tiếp tục kiểu EA lên sân khấu nữa, bởi vì không muốn lặp lại chính bản thân mình. Đấy, cái này là không thích rồi đấy. Thực ra cả anh thấy cái quan trọng nhất trong một bài hát ấy, nhất là với cái bài hát mà theo dạng AABB như này, thì cái phần chorus là cái phần mà người ta sẽ tập trung vào nhất. Em không thể nào để dành ở cái chỗ đấy. Đến điệp khúc là em phải đấy, tức là nó phải lên quãng 5 ấy. Đấy, em vẫn giữ cái hợp âm này hay là đổi? Tùy em, cái đấy tùy em, nhưng anh chỉ gợi ý thôi. Thử thách của bản thân em. Đấy, đấy kiểu đấy. Đấy, chẳng hạn thế, nó có nhiều tuyến. Được chưa? Thôi nhá, tích dậy đi nhá, không ngủ nữa nhá. Anh đi đây. Khi mà trình diễn trên sân khấu thì mọi người đều trông chờ một sự bùng nổ,
và cái việc thay đổi chorus này là việc cần thiết. Thật sự là khi mà nhận được chủ đề thì rất là bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng mà sau một thời gian ngồi mày mò nghiên cứu, cuối cùng thì mình cũng giải được cái bài toán đó. Câu này đang hot đúng không? Vui tôi đừng vui quá à? Đúng không? Yeah. Mọi người thường hay comment trên mạng xã hội là vui thôi đừng có vui quá, xin lấy cái câu đó để viết vào chuyện tình cảm của mình. Từ phần nhạc cho đến phần beat, cho đến phần trống, cho đến phần bass, tất cả mọi thứ đều là ý tưởng của bạn ấy, thì đây là một cái mà Slimy đánh giá rất là cao. Vui thôi đừng vui quá, nhạc mình hơi nhiều quá. Với cả cái điệp khúc anh vẫn chưa thích lắm. Baby baby I don't lie. Baby baby I don't lie. Cho nó có một cái gì đấy nó khẽ thêm vào. Baby baby I don't lie. Đấy. Khó thế. Tôi chỉ mong rằng là bạn ý định vị được rõ cái hình ảnh âm nhạc của bạn ý. Anh cảm giác như thế thì nó sẽ ấy hơn. Ra màu R&B hơn. Đấy. Ok, rồi. Cho đến giờ phút này thì có lẽ là mới được một nửa là các bạn ý đã ổn ổn, còn một nửa còn lại thì vẫn còn những điều mà cần phải sửa sang rất nhiều. Nếu mà nói về chủ đề thì anh tôn trọng cái suy nghĩ của em, nhưng mà khi mà em lên được hết bài thì lúc đấy anh tính tiếp. Lấp lánh như vì sao trên bầu trời. Đó là một ca khúc mà Linh rất thích vì nó vừa có hình ảnh đẹp và nó cũng mang những cái ước mơ hoài bão của nàng lọ lem đi trên một đôi giày thủy tinh. Chạm nhẹ giày thủy tinh sẽ đưa nàng lọt em đến với giấc mơ. Nếu mà nói về chủ đề thì là mình chưa thấy được cái sự nhân văn này, đúng không? Em hơi bị lạc đề rồi. Em hãy làm một bài mới. Một phát như thế và anh bắt người ta viết một bài hoàn toàn mới. Cái này thực sự là một cái sức ép và em cũng thấy nó là một cái canh bạc. Nếu mà từ giờ đến tối đến hết này mà em không ra được cái bài mới thì em có thể hát bài Dây Thủy Tinh cũng được. Không ạ. Em làm một bài mới đi. Nghe loáng thoáng thì cái bài Dây Thủy Tinh đấy nó cũng là một bài hát tốt. Nhưng mà tôi muốn bạn ý phải gây được xúc động với cả mọi người bằng một cái bài hát nó chân thực hơn. Áp lực thời gian cùng sự khó khăn khi phải sáng tác trong một môi trường khác lạ đang khiến không khí tại trại sáng tác trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và huấn luyện viên Hồ Hoài Anh đã quyết định tập hợp cả đội để cùng tham gia một trò chơi vô cùng thú vị. Anh cứ đánh một vòng hòa thanh xong rồi là mọi người tự phiêu nhá. Vậy luôn anh. Anh tên là Hoài Anh. Anh yêu âm nhạc. Một vợ và hai con. Anh ở đây đợi chờ. Đợi chờ những sáng tạo của chúng em. Đợi chờ những bài hát hay. Trong tích tắc phải vừa feel ra giai điệu, vừa feel ra đợi lời để phù hợp vô thì... Đợi chờ cái gì đây? Anh cũng biết như các em thôi. Xin chào các bạn. Cho mình nói đôi lời. Mình học được một cái khả năng, đó là luyến chữ và bẻ cong giai điệu. Tình yêu và mình muốn nói rằng khi tham gia cuộc thi này chúng ta là một gia đình. Chúng ta chỉ cần đưa một cái hòa âm thì Nam có thể ứng biến, thật sự là không hiểu khả năng đó là từ đâu nữa. Và mình tên là Lan Hương. Thực sự thì Hương không bao giờ kiểu ứng tác như thế. Hát như này lắm. Vì mình hay chú ý giai điệu và mình hay làm giai điệu chứ. Cũng hơi thấy bối rối khi không được thuận tay. Ok, xin. Em ta là Xin Hồng Vịnh. Em đến từ Sóc Trăng. Chưa có bạn trai. Và tiếp theo là Kiên Tuấn.
hát đi em, hát nữa đi em. Hát gì bây giờ? Anh ơi tôi đây em Cuba. Yes. Khi mà xem các bạn ứng biến rất là tốt như vậy thì xin cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất là nhiều thiếu sót. Em tên là Xin Toán Kê, nhưng không có keo kiệt. Em luôn yêu thương tất cả mọi người. We love Saint My Song. We are Saint My Song. We love Saint My Song. We are Saint My Song. Chắc chắn là mọi người trong team cũng như anh Hồi Anh đã có một khoảng thời gian rất là thú vị cùng với nhau. Cái sự mộc mạc của cái buổi ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ có giá trị. And tonight we will sing our song. Vậy nghe ra đây em. Cảm ơn đàn sĩ. Bây giờ ấy là mình phải chia cặp. Đội mình có 7 người thì mình sẽ chia làm 3 cặp. Sẽ có 2 cặp là 2 người và 1 cặp là 3 người. Thì bây giờ theo em nhé, những ai với ai rồi? Em thấy có lẽ mình nên chọn những người có những cái chủ đề đối lập nhau. Rõ ràng đúng không? Chia cặp này, một cặp hai người trước này. Việc mà bắt cặp ngày hôm nay nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi. Tình yêu, Andy, Cả Linh và Nhân Văn. Thôi chết rồi, mình bị loại rồi. Đối với mình trong một team thì không có đối thủ hay gì cả. Và cũng không có sự cạnh tranh vì Hòa luôn hướng tới đây là một sân chơi và mình sẽ làm tốt nhất những gì mà mình muốn. Tiếp theo là Xin với cả Huy. Quốc tế với Việt Nam là chuẩn rồi. Có một phần nào đó rất là lấn cấn. Cái màu của anh ấy đi thì cũng kiểu như mình đi. Và chất giọng của anh ấy thì cũng rất là đặc biệt. Cô bé này hát hay quá, mà lại còn sáng tác rất là tốt nữa. Và khả năng trình diễn trên sân khấu lại cực kỳ thu hút. Đây là một đối thủ vô cùng nặng ký, rất là lo lắng. Nhóm còn lại là ba người này. Đây. Ủa, bên cạnh là hai đối thủ mình đều mặc áo đen. Thật sự mình căng thẳng hơn nữa. Bất cập mình với bất cứ ai thì mình cũng ngại. Rồi. Thì mình chỉ mới là một tay ngang kích nhạc thôi. Thể loại nhạc của các bạn rất là lạ luôn. Mà nghe một cái là thích liền. Mình rất là sợ. Trong đầu Hương ấy chỉ nghĩ là bắt cặp với ai cũng vậy thôi. Khi mà đã được bắt cặp rồi thì đâu có viết lại bài vì thấy bài bạn hay quá đâu. Kim đồng hồ đang gấp rút chạy những thời khắc cuối cùng. Và hầu như tất cả các thí sinh đã chuẩn bị tâm lý để trình bày bài hát của mình trước huấn luyện viên và vị cố vấn. Khi mà đã sáng tác ra bài hát thứ hai rồi thì mình rất là muốn mọi người có thể hiểu tình yêu luôn ở quanh chúng ta và tình yêu là do chúng ta tạo ra. Cố lên! Nào! Dạ! Được không? Dạ. Còn mấy anh xem xét như thế nào đó đã. Đợt đầu đã bị góp ý nặng nề như vậy rồi. Thì lần hai em thật sự là mình muốn khóc tại chỗ. Không biết mình có làm tốt hơn hay không. Thử xem thế nào. Tình yêu là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ. Tình yêu thừa tiết phù đề một ngày tháng tương. Tình yêu đã cho ta từng màu sắc. Làm lại hoàn toàn mới trong một khoảng thời gian rất là ngắn, tức là em có một cái sức tập trung không phải ai có được cái đấy. Đấy. Yeah. Đấy. Yeah. 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 Cảm ơn anh. Ok đấy, ok đấy. Cũng rất là may mắn khi mà anh Hoài Anh và SMV cũng thích bài hát. Có một cái câu em có thể sửa cái gì đấy nó độc hơn không? Tại... câu chốt đấy. Ờ, đúng câu chốt hạ đấy. Phân vân cái câu hạ là câu đấy là phải suy nghĩ thêm cái gì đấy nó độc hơn tí. Yeah. Ok, good. Nhớ lên mấy câu cuối thôi nhá. Ok rồi. Mong là khi mà mình sửa đổi thêm một chút về lời hát giai điệu thì sẽ được tình cảm trọn vẹn của cả hai anh. 24 giờ sáng tác đã kết thúc và đây là lúc các bạn thí sinh sẽ báo cáo tác phẩm của mình. Và chúng ta hãy cùng đến với cặp đôi Xin Hồng Vịnh và Dương Quốc Huy. Xin chào anh Hồi Anh và anh Slim V. Hát thôi. Đã từ lâu chưa dám yêu thương một ai. Khi niềm tin đã mất đi không còn nữa. Cô bé này cất giọng hát lên là Huy đã coi như là rụng rời tại chỗ luôn bởi vì hay quá. Rất là tròn trịa trong cái cách hát, cách diễn đầy đủ, rất là ít lỗi. Bạn ấy dùng từ
ngữ nó cũng rất trẻ trung, rất là hợp thời. Xin khi mà viết cái ca khúc này không chỉ bao gồm mỗi cái phần giai điệu mà nó còn bao gồm cả hòa âm, bạn ấy cũng tính toán cả cái phần phối khí luôn. Xin đi đánh giá rất cao cái khả năng này của Xin. Anh thích cái ý tưởng này em nhỉ? Em rất thích, đầy đủ tất cả mọi thứ, cả giọng hát, cách thả chữ của em rất là riêng, cái nội dung của em có cả câu key, nói chung là anh rất là thích. Dạ, em cảm ơn. Xin chào anh Hồi Anh và anh Slim Vy. Nếu một mai khi con nằm xuống. Dương Quốc Huy là một cái người đúng là bay bổng, và cái bay đó rất là nguy hiểm. Ở cái là nếu như mà mình không biết dừng lại thì mình cứ bay mãi. Trở về bên làn điệu dân ca, trở về bên bên nước cây đa, trở về bên câu chuyện ông cha. Xin rất là thích cái phần từ chorus sau, rất là nhiều cảm hứng dậy lên một cái gì đó rất là dân tộc. Ok. Cái câu Aia này cũng khá là bắt tai. Chỉ có điều là em thấy cái cách hát thì nó chưa được Việt Nam lắm. Có lẽ là mình đã kỳ vọng nhiều hơn một chút. Tất nhiên là bài hát thì mỗi người có một cái cảm thụ khác nhau, và mỗi một người nghe thì sẽ có một cái sở thích khác nhau. Nếu mà nói về một bài hát tâm hồn và có cảm xúc và cũng có một cái câu chuyện cụ thể thì anh nghĩ là em đã đạt được. Thì anh chỉ góp ý một chút về cái cách hát của em. Em nên thả lỏng ra thì cái tinh thần của bài hát anh nghĩ nó sẽ đúng hơn. Và sau đây sẽ là tranh đấu của ba thí sinh Bùi Lan Hương, Đinh Tuấn Anh và Dinh Tuấn Kiệt. Được anh Hồi Anh cho đề tài là về vấn nạn xã hội. Và đây là bài hát của em. Tuấn Anh có một cái đam mê, một cái ngọn lửa âm ỉ trong bạn ý. Bởi vậy khi mà bạn ý chọn đề tài hay là bạn ý sáng tác thì nó cũng rất là sự giằng xé trong tim bạn ý. Rất là lạ luôn, mà nghe một cái là thích liền. Không thể cứu rỗi, số tiền này không thể lo nổi, gia đình là thân gánh nặng, mẹ ơi con xin lỗi. Trong phần trình diễn của mình thì thật sự em trình diễn chưa được tốt. Một phần là làm bài hát mình mới viết, thành ra khi hát thì mình lại quên luôn cả giai điệu. Bài hát của bạn ấy và cái chủ đề của bạn ấy sẽ không lọt được tai của số đông. Còn cá nhân tôi, và tôi nghĩ rằng là những cái người làm nghề sẽ đánh giá là cao về cái tư duy, cái bài hát của Tuấn Anh ngày hôm nay. Cái bài này đúng là gai góc. Anh nghĩ là anh thích bài này. Bài hát thì rất tốt. Phần đầu ấy có thể em xem lại lời làm sao mà để mình có thể hát được nó rõ tính nhịp lại một chút. Em hát mấy phần đầu là nó cứ dối vào, rất là khó nghe. Nếu mà nói về bài hát thì anh thích bài hát này. Nếu mà em hát mà tốt hơn ấy thì sẽ làm cho người ta rợn da gà đấy. Anh nghĩ là như thế. Lời nó cũng không bị quá nặng nề. Ok, cảm ơn em. Một bài hát anh nghĩ là cũng hay của Sing My Song đấy. Cảm ơn em. Chiều hôm nay online tinh thần sao cuộc đời quá chán. Lại được xem livestream. Tuấn Kiệt thực sự là một cái nghệ sĩ rất là chuyên nghiệp, làm việc một cách chăm chỉ. Chắc chắn với cái sự chăm chỉ và sự nghiêm túc như thế thì bạn ấy sẽ thành công. Tuấn Kiệt thì bài của anh có rất nhiều từ câu nghe rất là thú vị, và giai điệu bắt tai, phù hợp là với những người trẻ như mình. Nghe cái là có thể là thích liền. Có ai còn đang giống tôi. Tuấn Kiệt là người có phong cách biểu diễn tốt nhất. Mình vẫn chưa có bằng lòng lắm với cái phần trình diễn của mình. Mình vẫn còn rất là nhiều thiếu sót. Chỉ buồn phần ngày một câu thôi, để xem được bao lâu. Bài nhạc rất là dễ thương. Mình nhớ cái câu key của bạn Sinh Tuấn Kiệt là để rồi xem được bao lâu. Để xem được bao lâu. Kiểu nhú nhảy theo. Rồi thì chớ bỏ phốt nhau. Yeah. Nếu mà nói về các bạn thí sinh của team ngày hôm nay diễn hát ở đây nhá, thì là về phần trình diễn ấy là không ai bằng Jin đâu. Nhưng mà nghe anh Hoài Anh nhận xét là phần trình diễn của mình khá là tốt, nhưng thấy vui
hạnh phúc lắm. Tất nhiên là bài thì chưa ai thuộc cả, đều phải nhìn lời, nhưng mà cái tinh thần diễn nó phải như thế. Chúng ta là hát và biểu diễn bài hát của mình. Khi mà mình có tính trình diễn đấy thì chắc chắn là cũng sẽ truyền thêm cái cảm xúc và truyền thêm lửa cho người nghe. Anh đánh giá cao cái tinh thần đấy của em. Cái phần lời nhỉ, cũng hay đấy chứ đúng không? Còn mấy cái câu nó sẽ làm cho người ta cảm thấy là người ta muốn tò mò để nghe, hoặc là người ta sẽ dễ nhớ. Ok, thank you em. Dạ, cảm ơn chàng. Khi mà mình biểu diễn thì cũng hơi căng thẳng lúc đầu, bởi vì là sợ quên mất cái chorus như nào. Hãy lên vào trái tim, mây bồng bềnh trên cao, quên lấy hồi. Ở Lan Hương thì vẫn thế, vẫn có một cái phong độ rất là tốt. Em thấy mình bắt đầu là lo lắng. Và thực sự là bài của chị Hương có sự đẩy cao trào lên rất là nhiều. Luôn luôn biết được cái khả năng của mình như thế nào và tận dụng được hết những cái khả năng đó. Một người mà thoát ra khỏi được cái thói quen của mình và để làm những cái vượt ra những cái thói quen của mình, cái đấy là một điều rất đáng ghi nhận. Em thấy không? Dạ. Phát triển cái chorus như thế em thấy hơn không? Cứ đến đoạn đấy là tim em được thình thịch thình thịch. Thế á? Nhưng mà như thế nó mới đủ căng và cái bài hát nó gọn hơn rất nhiều. Vâng. Đúng chưa? Ok. Cặp đôi cuối cùng tham gia thử thách đó là Andy Nam Trường và Khả Linh. Bài hát của em sáng tác dựa theo đề tài là tình yêu. Em xin được phép bắt đầu. Và phần trình diễn thì thật sự mình cũng khá là lo lắng. Nam là một bạn nhanh nhất ở trong cái team của Hồi Anh. Nhưng mà đấy nó cũng là một cái yếu điểm, bởi vì viết ra nhiều nhưng mà lại không cô đọng. Tình yêu là gì để con tim vui? Andy có một cách viết rất là mới mẻ với một suy nghĩ táo bạo trẻ trung, khác với cả một Khả Linh thì luôn luôn mơ mộng. Đấy cũng là một nét viết rất hay của riêng Andy. Tình yêu thực tế đã phủ đầy một ngày tháng tư. Tình yêu đã cho ta một tối bao la. Trong cái cách thể hiện và trong ca khúc của Bảo Nam, nó có một cái gì nó rất là thật ở trong đấy. Stevie nghĩ rằng đấy nó chính là những cái trải nghiệm thực sự của Nam. Rất là may làm sao mà tôi lại lựa chọn mời bạn gái của bạn ấy đến đây, để Nam có được một cái gì đấy cảm xúc thật của chính mình. Và kết quả là tôi cảm thấy bằng lòng. Ca khúc này là ca khúc em viết theo chủ đề nhân văn mà anh đã cho. Em viết về cô bé 7 tuổi mà đã hiến võng mạc của mình cho y học ạ. Giờ em xin gửi đến các anh ạ. Bàn tay bé, bé nhỏ xinh, vô tư cầm nắm cánh hoa ngọt ngào. Mẹ khuyên em hãy chia sẻ đôi mắt này, sẽ sang bừng trái tim. Tôi cảm thấy là Linh là người có khả năng thanh nhạc tốt nhất trong nhóm. Nốt đầu tiên và đến giữa bài thì mình cảm thấy đó là một hát rất hay và đúng với yêu cầu đề ra là đề tài nhân văn. Khả Linh với cả Nam ngày hôm nay đều gặp chung phải một cái vấn đề là bỏ cái bài đầu tiên, viết một cái bài mới. Thì rõ ràng là khi mà phải thay đổi như vậy thì mình cũng nhìn thấy được khả năng của từng người. Ok, nói về bài hát này thì các cái phần kể lúc đầu thì tốt, nhưng mà chưa toát được lên hết cảm xúc của cái bài này. Cái cách đặt vấn đề và cái cách đặt giai điệu của cái bài hát này nó lại chưa hoàn toàn là cái sở trường với cái giọng hát của Linh. Nó chưa được đầy đủ cảm xúc. Hai lần hát em nên hát xử lý cách khác nhau, thì anh nghĩ là cái đấy em nên cố gắng khai thác được cái giọng của mình tốt hơn. Hôm nay trong phần trình diễn của mình thì mình hoàn thành không tốt là không tốt vậy thôi. Đấy, xin cảm ơn các anh. Trước tiên là phải cảm ơn Slim V đã có những cái truyền cảm hứng đến với đội của anh. Cảm ơn em. Rất là cảm ơn cái sự nỗ lực của các em ngày hôm nay. Anh biết là hơn 4 bạn đã làm ra một bài hoàn chỉnh rồi mà anh lại đổi, anh bắt phải làm một bài mới. Tuyên dương các em. Cái người đầu tiên anh chọn là cái người mà anh nghĩ là có cái đấy đồng cảm với bản thân cái con đường sáng tác cũng của anh nữa. Bạn ý ứng tác giỏi, đấy là Nam, Andy. Nếu mà nói là ai làm tốt hơn ngày hôm nay ở trên sân khấu khi mà biểu diễn ấy, thì cả hai người là tương đồng nhau. Nhưng mà nói về bài hát ấy, cái bài hát của Bảo Nam nó nhiều cảm xúc hơn, có rất là nhiều tiềm năng.
và sẽ đắt hàng đấy. Em phải cảm ơn cả người yêu của em nữa, bởi vì hôm nay đã cho em được một cái bài hát về tình yêu rất là hay. Người thứ hai mà anh nghĩ là anh cần phải ủng hộ đấy là Lan Hương. Thao nhẹ nhõm mà. Ui, may mắn quá, mình đã được chọn rồi, cảm thấy rất là vui. Anh biết cái tôi của em rất lớn. Coi như cái phần chorus, phần điệp khúc là em đã rất là lắng nghe anh để mà em làm khác bản thân mình đi. Khi chúng ta làm cái việc đấy xong rồi thì chúng ta cảm thấy mình cũng đã làm một cái việc gì đấy mới mẻ, đúng không? Dạ. Người thứ ba anh chọn là... đấy là Xin Hồng Vĩnh. Bài hát của Quốc Huy hôm nay thực sự là hơi tiếc cái cách bạn ấy đặt vấn đề, nó lại không đáp ứng được cái mong mỏi của cả Hoài Anh và Slim V. Đấy là một người trẻ thể hiện một bài hát về cội nguồn, nó cũng phải có cái hơi thở trẻ. Và mình hoàn toàn ngã mũ thán phục, đồng tình với kết quả này. Phần còn lại là của em. Trước khi mà em nói thì để anh nói một cái này là còn 4 người: Quốc Huy, Khả Linh, Tuấn Anh, Tuấn Kiệt. Anh một lần nữa cảm thấy rất là vui khi mà chúng ta có cơ hội để được sống với nhau trong một ngày đầy âm nhạc. Cảm ơn các em rất nhiều. Không khí ngày càng căng thẳng khi huấn luyện viên Hồ Hoài Anh đã đưa ra 3 sự lựa chọn của mình. Liệu rằng ai trong số 4 thí sinh còn lại sẽ có được tấm vé cuối cùng bước chân vào vòng tranh đấu? Bây giờ thì đến cái phần của anh, thực sự là một quyết định rất khó khăn. Anh đi ra đây. Thật là anh chưa bao giờ phải đứng trước một cái lựa chọn khó khăn như thế này. Anh không muốn loại bất kỳ một ai ở đây cả. Anh có phần nghiêng về Tuấn Anh và Tuấn Kiệt. Ở trong cái buổi ngày hôm nay ấy, thì Tuấn Kiệt làm rất tốt cái phần biểu diễn. Nhưng mà cái bài của em chưa thuyết phục được anh. Còn Tuấn Anh thì ngược lại, cái bài của em rất là tốt. Nó có thể nói là cái bài anh thích nhất. Nhưng mà anh không biết là em có thể thể hiện được cái bài đấy không. Và cái này nếu như anh chọn em thì em sẽ phải cố gắng rất nhiều. Người anh chọn là... người anh chọn là Tuấn Anh. Để có thể viết được ca khúc về một cái chủ đề như vậy, nó là một cái thách thức đối với tất cả các nhạc sĩ, chứ không chỉ đơn giản là đối với cả một thí sinh như thế này. Vì vậy ca khúc của Tuấn Anh cũng như đánh giá rất cao. Với những bạn còn lại thì anh biết rằng đây chưa phải là điểm kết thúc. Chúng ta đều là những người có khả năng cả. Và anh tin là các bạn sẽ vượt qua được cái vòng tiếp theo. Cái việc mà Slim B không chọn Tuấn Kiệt, mình cũng tin rằng đấy nó sẽ là một cú hích để Tuấn Kiệt có thể làm tốt hơn và sẽ thành công hơn nữa. Như vậy, 4 tác giả xuất sắc vượt qua thử thách trại sáng tác của đội Hồ Hoài Anh gồm có Nam Trương Andy, Bùi Lan Hương, Xin Hồng Vịnh và lượt cứu đến từ cố vấn Slim V, Đinh Tuấn Anh. Tuy nhiên, đối với những thí sinh không may mắn phải dừng chân ở trại sáng tác, vẫn sẽ có cơ hội ở lại sân khấu bài hát hay nhất 2018 bằng chiếc vé may mắn. Hai tác giả có lượt bình chọn cao nhất sẽ có cơ hội trở lại chương trình vào đêm bán kết. Và ngay từ bây giờ, quý vị khán giả có thể bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bài Hát Hay Nhất Sing My Song 2018. Và đây là vòng tranh đấu. Quý vị khán giả thân mến, sau 4 tập của vòng ghi âm thì chúng tôi nhận thấy là có những ca khúc chỉ vài ngày sau khi phát sóng đã đón nhận được hàng triệu lượt xem của quý vị khán giả. Chính những sự ủng hộ của giới chuyên môn cũng như báo giới đã giúp cho các huấn luyện viên và đặc biệt là các thí sinh tự tin để đến với những thử thách tiếp theo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến các thí sinh sẽ thể hiện chính những ca khúc của mình trong vòng tranh đấu. Trước khi mà chúng ta đến với đêm thi ngày hôm nay thì có một vòng thi vô cùng hấp dẫn và gay cấn đã diễn ra. Khi mà chỉ trong 24 giờ đồng hồ, các thí sinh của chúng ta phải viết được ca khúc và phải thể hiện được ca khúc đó để chinh phục trái tim của vị huấn luyện viên. Và như vậy là mỗi đội thi chúng ta có 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng tranh đấu ngày hôm nay. Có quá nhiều những điều bất ngờ đang chờ đón tất cả chúng ta. Hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho các vị huấn luyện viên của chúng ta. Xin được chào đón nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Đức Trí. Cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Lê Minh Sơn. Bông hoa đẹp nhất trong dàn huấn luyện viên là nhạc sĩ Giáng Sơn. Trẻ nhất và hình như là cũng lắm chiều nhất thưa quý vị, đó chính là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hồ Hoài Anh. Ngày hôm nay thì 4 vị huấn luyện viên, 4 cá tính, 4 màu sắc khác nhau sẽ mang đến mỗi đội 4 ca khúc tuyệt vời nhất gửi đến quý vị khán giả.
Và xin chúc tất cả các anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Xin mời. Quý vị có thể thấy là cùng với sự xuất hiện của bốn vị huấn luyện viên ngày hôm nay là những nhân vật vô cùng quan trọng, những vị khách mời mà chúng tôi xin được mời họ bước vào hội đồng bình chọn. Họ là các đại diện cho giới chuyên môn, những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, những nhà báo đến từ các tòa soạn uy tín. Họ sẽ cùng với các vị huấn luyện viên của chúng tôi ngày hôm nay lựa chọn ra cho quý vị những cái tên đi tiếp vào vòng bán kết. Và xin được giới thiệu những nhân vật vô cùng quan trọng đứng ở phía bên cánh trái. Xin được giới thiệu nhà báo Phát Lê, nhà báo Diệu Minh, nhà báo Kim Thanh, nhà báo Hương Giang, nhà báo Hoàng Dung, nhà báo Vân An, nhà báo Việt Hùng, nhà báo Phương Giang, nhà báo Quỳnh Trang, nhà báo Huy Minh. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu những cái tên có lẽ là những gương mặt mà quý vị cũng thấy rất quen thuộc khi họ cũng đã từng xuất hiện ở Sing My Song bài hát hay nhất mùa đầu tiên. Xin giới thiệu phóng viên Linh Võ, nhạc sĩ Hoàng Nhã, nhà báo Cẩm Lệ, nhạc sĩ Minh Châu, nhạc sĩ Hoàng Tôn, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu, nhà báo Nguyên Văn, nhạc sĩ Nguyễn Dân, nhà báo Phan Cao Tùng và nhà sản xuất âm nhạc Long Halo. Sau khi mà các thí sinh của chúng tôi thể hiện ca khúc này trên sân khấu thì quý vị chính là những người đưa ra những lời nhận xét, góp ý, đồng thời bấm nút để bình chọn cho ca khúc mà quý vị yêu mến. Và tất cả những số điểm từ phía hội đồng bình chọn sẽ kết hợp cùng với số điểm của các vị huấn luyện viên đang có mặt ở đây. Các huấn luyện viên của các đội khác mỗi người sẽ có 3 điểm để trao chọn cho một thí sinh mà huấn luyện viên cảm thấy là xứng đáng nhất để đi tiếp. Và thí sinh xuất sắc nhất ở trong đêm ngày hôm nay sẽ là thí sinh hội tụ đủ cả số điểm cao nhất từ phía hội đồng bình chọn cộng với số điểm được huấn luyện viên đưa ra. Thí sinh còn lại sẽ thuộc về quyền lựa chọn của vị huấn luyện viên. Có lẽ đây cũng sẽ là những quyết định vô cùng khó khăn đối với các vị huấn luyện viên. Quý vị khán giả hãy luôn luôn cổ vũ không ngừng cho họ được không ạ? Bây giờ sẽ là những phút gay cấn nhất diễn ra trên sân khấu. Vòng tranh đấu xin được bắt đầu. Và một trong số những đội thi có lẽ là có nhiều những nhân tố bất ngờ nhất. Cũng chính bởi vì huấn luyện viên của đội đó năm nay là năm đầu tiên anh tham gia Sing My Song bài hát hay nhất. Chúng tôi muốn nói đến đội của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Đội của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh sẽ mang đến những màu sắc âm nhạc rất là khác so với 3 đội còn lại. Anh Hồ Hoài Anh nói như thế nào về quá trình làm việc của đội mình tại trại sáng tác? Phải nói rằng là cũng như là các anh các chị ở đây là rất là thích cái vòng trại sáng tác, bởi vì nó gây áp lực nhưng mà nó cũng thích thú và nó có nhiều cái điều bất ngờ. Sau một cái thời gian mà tôi làm việc cùng các bạn để nghiên cứu về khả năng, các cái thế mạnh và các điểm yếu, tôi quyết định là tôi sẽ ra định cái chủ đề cho từng bạn. Và không biết là cái tên nào sẽ bước ra sân khấu đầu tiên anh Hồi Anh? Đầu tiên tôi chọn chủ đề là quốc tế, thì tôi có giao cho Xin Hồng Vịnh. Tôi cũng hy vọng rằng là hôm nay Xin Hồng Vịnh sẽ mang được đến một cái không khí vui tươi, trẻ trung. Vâng, một chủ đề rất là rộng, rất là mở. Không biết là các bạn thí sinh sẽ thể hiện như thế nào. Chỉ biết là tên của ca khúc này ăn theo trào lưu, một câu nói rất là nổi tiếng trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Vui thôi, đừng vui quá, với phần thể hiện của Xin Hồng Vịnh. Vui thôi đừng vui quá. Oh baby baby I
chưa lâu. Yêu thương anh như trò đùa, buông đôi tay mộng, niềm vui ai bén mà mua. Khi tình yêu này không được trao về nơi mà tim mình phải thuộc về, chịu mang lại thêm buồn đau mà sao vẫn yêu dù anh thờ ơ đến thế. Kết thúc hôm nay, đến lúc chia tay, một người giữ còn một người buông lại có lý hay sai. Thôi thì anh là bad boy, thôi thì over cuộc chơi. And don't say sorry to me, just let me be. Người che giấu đi chân thành sau đôi mắt, lời yêu nói ra nhưng lòng anh không chắc. Em chỉ như đã vượt sớm chiều mang con tim đánh liều quá nhiều. Vui thôi đừng vui quá, baby baby. Đến từ team huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Quả thực là EDM nó rất là cuốn hút. Mà không biết là qua cái lớp âm nhạc đó thì chúng ta nhìn thấy Xin Hồng Vịnh như thế nào? Vâng ạ, xin mời huấn luyện viên Lê Minh Sơn ạ. Tôi ngồi và vẫn đang thất thần. Tôi có rất là nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng mà cũng chắc là cũng phải bình tĩnh lại một chút. Hít một hơi thở thật sâu. Vâng, một tiết mục rất là hấp dẫn. Bạn hát rất là hay, rất tây. Tôi đang có một cái vấn đề là hơi hoang mang một tí, tức là cái đoạn nhảy cuối cùng thì là nó cũng liên quan đến cái gì mà nó đang như thế, nó cục một phát và làm cho tôi bị hơi bị sốc, bởi vì tôi vẫn muốn là chờ đợi sau cái đó là cái gì. Còn về bài hát rất hay, đúng không nhạc sĩ Đức Trí? Và bây giờ tôi muốn nghe bạn giải thích một chút. Vô cùng dễ hiểu, lẽ ra là còn nhảy nữa, lẽ ra còn hát nữa, nhưng mà cô nói rồi là vui thôi đừng vui quá. Thôi nhưng mà đấy là nhạc sĩ Đức Trí đỡ cho cô ấy thôi. Thế là đến đấy thôi. Tôi nghĩ là cuộc vui nào thì nó cũng không có gì là quá đâu, cũng nên quá vui một chút chứ, đang vui mà cắt đi như thế thì đúng là đúng quá rồi. À, tôi đang định nói đang vui thì đứt dây đàn. Đàn ông chúng tôi ghét nhất là cái câu hôm nay đến đấy thôi mai tiếp. Tôi không thích điều đó, tôi không thích bài hát này chỉ vì cái thông điệp đó. Hôm nay chúng tôi rất là ngạc nhiên bởi vì không ai cấm chương trình Sing Me Song chúng ta được phép có những cái bài hát gần gũi với thị trường, gần gũi với thị hiếu như thế, bởi vì chúng tôi rất mong làm được điều đó. Chất liệu của những bạn thí sinh khác không phù hợp để làm điều đó, thì bạn là một cái nhân tố rất là phù hợp mà huấn luyện viên của bạn đã chọn cho bạn phong cách đó. Không ai cấm một bài hát mang tính giải trí mà vẫn hay, vẫn có tính chất nghệ thuật trong đó, vẫn có tính chuyên môn trong đó, cái flow chuyên nghiệp trong đó rất là sáng tạo. Tôi thích cái cách nó rất là dễ thương. Tôi thích bài hát này. Em cảm ơn. Xin cảm ơn huấn luyện viên Đức Trí. Xin mời huấn luyện viên Giáng Son ạ. Đối với tôi thì tôi lại thấy thế này, quả thực với cái beat này phải nói là rất là ăn tai, nghe phát là thấy muốn nhún nhảy và tự nhiên nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà vì chúng tôi là những người nghe phải kỹ một chút thì tôi sẽ lọc cái beat ra và lấy cái giai điệu bạn là chính để nghe xem cái vấn đề cốt yếu nhất, đó là âm nhạc. Thì tôi thấy là giai điệu của bạn ok tây các thứ, thế nhưng mà cái câu key của bài đó chính là vui thôi đừng vui quá, thì lại chính là cái câu nó lạc lõng ra ngoài cái tuyến giai điệu.
Bạn Hồng Bình ơi, thật ra đây là một tiết mục mà đối với tôi là rất là hấp dẫn. Bởi vì tôi rất thích tiết mục này. Bạn có một cái hấp lực mà trên sân khấu mà những người đàn ông như tôi với anh Đức Chí ngồi đây, anh hồi anh thì huấn luyện viên thì chắc là cũng không nên khen cô quá về sự hấp dẫn. Thế nhưng mà tôi nghĩ là tôi với anh Đức Chí chắc chắn là rất thích tiết mục này của bạn. Chúc mừng bạn. Dạ, thật ra là em muốn chia sẻ tại sao em chọn cái câu khi là vui thôi, người vui quá. Tại bây giờ trên mạng rất là nhiều người hay dùng cái câu đó để mà nói về cái sự đùa cợt của mọi người. Trong cái trường hợp này thì em đang nói về tình yêu. Cảm hứng mà để em viết nên ca khúc này cho Giải Sáng Tác là tại vì em thích một bạn nam. Nhưng mà bạn đó chỉ xem em kiểu như là trò chơi thôi, quen vui thôi. Xem như là một trò vui thôi, đúng không? Kiểu như là vui thôi, cho nên là em không thích chuyện đó. Cho nên... thế tức là lý giải của bạn ấy hoàn toàn hợp lý đấy ạ. Và với những người trẻ khi mà nghe thấy cái cụm từ là vui thôi, đừng vui quá là đã thấy có cái gì đấy rất là gần gũi với mình. Bởi vì bình thường thì những cái câu nói đấy chúng tôi cũng hay thường nói trên mạng xã hội. Không không, cái chuyện đấy rất bình thường. Vấn đề của tôi là tôi đưa cái câu đấy vào bài hát nó như thế nào, nó có hợp lý hay không, nó có hay hay không thôi. Phải công nhận rằng là phụ nữ họ bình tĩnh thật. Tức là họ tia ra ngay cái không không được của cái bài hát, trong khi tôi với anh Sơn là tôi thấy hay mà. Rất là cảm ơn các vị huấn luyện viên về những ý kiến khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của các nhà báo. Vâng ạ, chị Quỳnh Trang ạ. Khi mà beat này cất lên thì Linh thấy là chị không nhún nhảy mà là chị ghi chép rất là kỹ lưỡng. Chị có thể chia sẻ với cả bạn Xin Hồng Vịnh được không ạ? Xin chào Xin Hồng Vịnh, xin chào bốn huấn luyện viên. Thực ra với cái ca khúc này của Xin á, có một cái màu rất là đặc biệt so với các thí sinh thi ở bài hát hay nhất trong mùa này, vì cái sự mạnh khỏe và cái hình ảnh rất là trẻ trung. Tuy nhiên với đặc biệt với ca khúc này, nếu mà sự giải trí được đẩy tới là gọi là vui quá luôn á, thì bạn cái ca khúc này sẽ thuyết phục những người nghe như tôi hơn. Tôi lại thấy hấp dẫn ở cái đoạn cuối khi bạn dance, mà trong khi chúng ta lại cần là một cái bài hát và một cái sự thể hiện cái bài hát đó nó trọn vẹn hơn. Xin được cảm ơn nhà báo Quỳnh Trang. Xin mời nhà báo Hương Giang ạ. Xin chào bốn huấn luyện viên và tất cả mọi người ạ. Mình thì rất thích tiết mục này. Có lẽ là người trẻ nên là cảm thấy nó có tính giải trí cao. Rõ ràng là lúc nãy thì mình thấy tất cả mọi người đều nhún nhảy. Anh Hoài, anh ấy đứng hẳn dậy, anh hưởng ứng. Ý chị ứng. Là những người còn lại mà không thích bài hát này có nghĩa là những người đấy là không còn trẻ nữa đúng không ạ? Không, hôm nay thì hình như ở đây ai cũng trẻ cả. Bởi vì không có một người nào ngồi yên. Thấy ai cũng nhún nhảy, ai cũng lắc lư theo âm nhạc của bạn. Và cái ca từ của ca khúc này thì mình nghĩ là nó cũng rất là thời sự. Đối với mình thì đây là một ca khúc rất là ý nghĩa. Và cái phần biểu diễn của bạn cũng rất là có tính giải trí cao và hấp dẫn. Chúc mừng Xin Hồng Vịnh. Cảm ơn chị. Cảm ơn bạn vì đã làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy trẻ ra. Rất tuyệt vời. Huấn luyện viên Hồ Hải Anh ạ. Tôi rất là muốn biết được một cái ý kiến của một bạn ca sĩ nào đấy ở đây về cái phần trình diễn của thành viên của đội tôi. Xin mời Hoàng Tôn. Thực ra là em ngồi dưới mà có một cái từ rất là thích hợp dành cho em là fanboy của Xin Hồng Vịnh. Vâng, thực ra là đây rất là bất ngờ tại vì em cũng biết Xin Hồng Vịnh rất là lâu rồi. Trong các cuộc thi trước hay là trong những cái sản phẩm trước của bạn ấy thì chưa thực sự là bạn ấy bộc lộ được cá tính và tài năng nhiều như thế này. Bạn nghĩ là một cô gái làm nhạc và việc hát như thế và nhảy nhót như thế mà quan trọng là lại rất xinh đẹp như thế nữa thì có gì mà để mà không hâm mộ. Vâng ạ, đấy là nhận xét từ phía ca sĩ Hoàng Tôn. Xin mời huấn luyện viên Hồi Anh ạ. Cảm ơn tất cả những cái lời đóng góp của tất cả mọi người đối với cả Xin. Hôm nay thì Hoài Anh ở sẽ ở trong một cái tâm thế là để lắng nghe cùng với các bạn thí sinh, để lắng nghe những cái sự góp ý và những cái sự chia sẻ. Cũng phải có một cái lời cảm ơn đến Hoàng Toliver đã giúp cho cái phần beat này rất là hay. Về phần Xin ấy thì rõ ràng là chúng ta không đòi hỏi một cái ca sĩ mà với một cái giọng hát đầy nội lực để mà cuốn hút mọi người. Nhưng mà tất cả mọi thứ ở Xin ấy thì anh nghĩ là nó vừa phải. Chúng ta đã làm được đúng những cái gì chúng ta đã vạch ra. Và đấy là cái điều mà anh cảm thấy là mãn nguyện nhất. Xin cảm ơn huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Và với tinh thần công tâm như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm được đưa ra từ hội đồng bình chọn. Các anh chị đã sẵn sàng để cho điểm chưa ạ? Xin mời hàng đầu tiên. Và chúng ta có 6 trên 11 điểm dành cho Xin Hồng Vịnh. Em cũng... Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hàng thứ 2. Xin mời. Sáu trên mười.
Và điều đó có nghĩa là bạn đang có 12 trên 21 lượt bình chọn dành cho tiết mục vừa rồi. Xin chúc mừng. Chúng ta chưa biết được đây là một kết quả cao hay thấp, bởi vì còn phải chờ đợi những tiết mục tiếp theo sẽ ra trình diễn ở đây nữa. Và hãy lui tạm vào trong nghỉ ngơi, và một lúc nữa chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau. Xin cảm ơn. Mở đầu không khí âm nhạc của ngày hôm nay là một tiết mục vô cùng sôi động được thể hiện bởi Xin Hồng Vịnh. Nhân tố tiếp theo sẽ mang đến màu sắc âm nhạc nào, anh Hồi Anh ạ? Đây là một cái thí sinh lội ngược dòng trong Chạy Sáng Tác. Một cái tư duy có thể nói là dị. Tôi dùng cái từ đó có thể hơi nặng nhưng mà như thế nó mới phù hợp. Đầu tiên thì bạn nói là em muốn viết một cái bài chủ đề về những cái người phạm nhân, những cái người ở trong nhà tù. Và khi mà tôi cùng với bạn ấy bàn bạc thì tôi chỉ chia sẻ với bạn rằng là tất cả cái sự nhìn nhận của xã hội về những cái người tù nhân thường là họ không có đồng cảm. Mình hãy chỉ có nghĩ về những cái câu chuyện, ví dụ như một cái người tài xế bình thường trong một cái phút bất cẩn họ gây nên một cái tai nạn thì họ cũng phải chịu những cái hình phạt của pháp luật. Chẳng hạn như thế thì đâu đó cũng vẫn có những cái câu chuyện nhân văn. Tôi không biết là mọi người có đồng cảm không. Cái tựa đề là Sao Tôi Vào Đây do bạn Đinh Tuấn Anh trình bày. Chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo của đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh với ca khúc Sao Tôi Vào Đây, sáng tác và thể hiện bởi Đinh Tuấn Anh. Đã chống giúp với chiếc xe tôi lái, bỏ người mẹ, bỏ luôn cả các em. Ai sẽ là người lo những lúc tắt đèn? Từng đêm tôi cứ nằm mơ thấy bóng người ở bên, người mà tôi không may làm cho số phận phải gạch tên. Sao tôi vào đây? Bóng tôi đang ở quanh. Sao tôi vào? Cuộc đời. Chỉ vì chút nhắm mắt nên tôi đã phải đối diện với bóng tối. Chiếc xe này đã lao thẳng tới một người, chỉ kịp thúc lên thôi xong rồi. Không thể nào cứu rỗi, số tiền không thể lo nổi. Gia đình lại thêm gánh nặng, mẹ ơi con xin lỗi. Khi tôi trở về, rồi ai sẽ chấp nhận? Hay mọi người sẽ nhìn tôi bằng những ánh mắt uất hận? Chỉ còn những người thân nhất ân cần chật vật chăm sóc tôi cẩn thận. Tương lai và ước mơ dang dở chỉ vì một chút bất cẩn. Giờ nhạc lên tràn đêm những tháng năm qua từng ngày. Mẹ ơi con nhớ con chẳng muốn thế này. Lên
xin chúc mừng Tuấn Anh. Đây là một trong số những lần rất là ít ỏi mà chúng ta thấy là bạn ý bỏ kính ra. Và tôi nghĩ là bạn đã có một phần trình diễn rất là thành công, đặc biệt là cái câu cuối cùng tôi rất là thích. Chúc mừng bạn. Cảm ơn. Và chúng tôi rất là muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía các vị huấn luyện viên ạ. Phải nói rằng là bài hát của bạn cho chúng tôi thấy rất rõ âm nhạc của bạn ở cái tuổi mà bạn đang bắt đầu thử nghiệm để tìm ra cái con đường của mình với âm nhạc. Và tôi phải dành cho bạn một lời khen, bởi vì bạn đã dám dấn thân vào một loại nhạc mà nó gai góc chứ nó không dễ nghe như bao người khác. Đó là một điểm cộng của bạn. Và tôi mong rằng sau cái cuộc thi này bạn lại tiếp tục có những cái dấn thân như thế. Và đó chính là cái điều mà đáng quý nhất của một người nghệ sĩ. Cảm ơn ạ. Xin mời huấn luyện viên Lê Minh Sơn. Chúc mừng Đinh Tuấn Anh, một bài hát, một cái cách đặt vấn đề rất tuyệt vời, chất liệu âm nhạc rất tốt, hát cũng rất là tốt. Tôi chỉ thấy một cái điều này, ai cho tôi làm lại cuộc đời? Thật ra thì một câu hỏi nó hơi mâu thuẫn với cái là vào đây, chính vào đây để tôi làm lại cuộc đời. Tôi chờ đợi bạn giải quyết. Và chính khi bạn ý vào trong tù vì gây ra một cái tai nạn, thì vào đấy bạn mới có thời gian để tư duy, để suy nghĩ lại những hành động của mình. Và vào đây để cho tôi làm lại cuộc đời, thì cái bài hát của bạn đắt vô cùng. Và một cái thông điệp bạn đưa ra và bạn giải quyết được một cách đầy sâu sắc. Đó, tôi chỉ hơi tiếc một chút xíu về cái lời bài hát bạn đưa ra như vậy thôi. Còn mọi thứ rất tuyệt. Cảm ơn bạn. Cảm ơn ạ. Với những lời nhận xét của huấn luyện viên Lê Minh Sơn thì bạn có muốn lý giải một điều gì đó về cái bài hát của mình không? Dạ, anh Lê Minh Sơn nói rất đúng. Em cũng chả biết nói gì nữa. Nói đúng không? Rồi thời gian khi bạn viết nhạc, bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều, đặc biệt là về cái ca từ của bạn. Đặc biệt khi bạn đặt ra một vấn đề hay, chính bạn sẽ là người giải quyết những cái điều đó. Xin cảm ơn huấn luyện viên Giáng Son ạ. Chị góp ý gì thêm cho tiết mục vừa rồi của thí sinh của chúng tôi? Không biết có phải là hôm nay tôi khó tính quá không, nhưng mà cái câu là sao tôi vào đây này, thế nhưng mà tôi cứ nghe thấy sao tôi vào đây, hoặc là nếu mình là sao tôi ở đây, hay sao tôi đến đây, hoặc là đại khái như thế nào đấy để nó không thành vào đấy. Thì tự nhiên là tôi hơi khó chịu một chút. Thế anh Hồi anh sao ạ? Không ạ, em xin phép em lên đây em đứng với bạn ấy chút. Em đã làm được rồi. Phải giới thiệu với mọi người rằng đây là một thành viên cực kỳ run và cực kỳ tâm lý. Hôm mà ở vòng chạy sáng tác khi lên mà hát cái bài cái tay này cầm nghĩa lời này, đúng này đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng hôm nay em làm được rồi đúng không? Dạ. Đấy, thì mình cần có nhiều thời gian thì mình sẽ va chạm nhiều và mình có nhiều cái cơ hội để mà mình làm quen hơn. Thì anh nghĩ rằng là hôm nay em đã làm tất cả mọi người bất ngờ rồi, và em cũng làm anh rất là tự hào. Anh dạ. Về đã. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những ý kiến của hội đồng bình luận. Đã có người giơ tay. Xin được mời nhà báo Diệu Minh. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào Đinh Tuấn Anh. Thật sự là ngay từ đầu khi mà nghe về cái đề tài của bài hát này thì mình nói thật là mình rất không thích. Thậm chí là mình nghĩ là có thể nó sẽ bị lên gân. Nhưng mà sau khi thấy bạn biểu diễn thì mình lại bị hoàn toàn thuyết phục, bởi vì thấy cái cách đưa đề tài của bạn vào trong bài hát nó rất là mượt mà. Những cái câu nhạc của bạn nó ăn với nhau, trong khi so với một số những cái bài mà nói về xã hội như thế này thì nó sẽ khó được nhuần nhuyễn giữa cái lời và nhạc. Đó là cái cảm xúc của mình. Và khi mà mình thấy bạn chọn đề tài này thì mình nhớ đến Phan Mạnh Quỳnh của mùa đầu tiên với ca khúc Hồi ức. Chị rất là thích bài đó của em. Đó là những cái đề tài rất là khó mà các bạn đã có thể chuyển tải vào trong âm nhạc một cách rất là mượt mà. Nhưng mà mình cũng muốn nói với bạn một lời động viên. Có những cái sáng tạo như thế này thì nó sẽ có cái sự phong phú trong âm nhạc. Ở phía dưới thì Phan Mạnh Quỳnh cũng đang sẵn sàng cầm micro để chia sẻ những sự đồng cảm với Tuấn Anh rồi. Trước tiên cảm ơn chị Triệu Minh. Thứ hai là lần này em xin đồng ý hoàn toàn với góp ý của anh Lê Minh Sơn. Mình nghĩ thì Tuấn Anh khi mà tung ra một bản chính thức có thể nghe lại cái lời gợi ý của anh Lê Minh Sơn để mình cho thêm một cái ý nghĩa vào đó nữa. Còn thứ hai nữa thì mình xin được bày tỏ sự thán phục hoàn toàn về phần trình diễn này. Ca khúc này thứ nhất nó phảng phất hơi rock của những boy band thế kỷ trước, và giọng hát của bạn thì rất là hiếm, trên thế giới cũng ít chứ không phải là ở Việt Nam. Và mình đang liên tưởng đến Adam Lambert. Ca khúc như thế này nó cũng rất đúng tinh thần của rock luôn, một ca khúc rất là u uất về đề tài xã hội. Xin gửi lời biết ơn đến anh Hồi Anh đã tạo thành một cái sản phẩm nó trọn vẹn như này. Xin chúc mừng đến chương này. Cảm ơn anh ạ. Vâng ạ.
Xin được cảm ơn ý kiến đánh giá từ phía hội đồng bình luận. Nhà báo Phát Lê, vâng ạ, anh cũng muốn nói đôi điều, xin mời. Chắc tôi chỉ nói về cảm xúc thôi. Năm rồi Quỳnh sử dụng cái chi tiết là nghĩa trang lạnh lùng đúng không? Thì đây là cái lần thứ hai trong cuộc đời tôi cảm thấy lạnh lẽo xung quanh khi mà nghe một cái bài hát như vậy. Tôi nghĩ bạn đã rất là thành công khi mà làm cho người khác sợ khi mà nghe một bài hát của mình. Đúng là bạn đã thành công khi mà chọn cái chủ đề này. Tại vì các anh chị xung quanh cảm thấy đây là một chủ đề nhạy cảm. Nếu mà mọi người đều đồng cảm trong ca khúc này, tức là mọi người biết sợ cái cảm giác khi mà nghe ca khúc này của cái người đang ở trong đây á, thì bạn đã thành công trong cái việc đó rồi. Xin cảm ơn anh Phát Lê. Cho tôi xin bổ sung thêm một ý rất nhỏ thôi, bởi vì tôi rất thích cái bài hát này và rất thích bạn này. Thật ra thì ngày xưa có Bùi Công Nam thì viết về cái Chí Phèo mà tôi đã nói rồi. Ai cho tôi làm người lương thiện? Chỉ có ngày xưa thôi. Còn bây giờ xã hội của chúng ta, đúng không em? Em cần phải tư duy thêm, sâu thêm, và đó mới là sứ mệnh và trách nhiệm của một người cầm bút. Thì đây là một tác phẩm hoàn thiện, quá đẹp, rất văn minh và đầy văn hóa, rất hay. Một thông điệp đưa ra quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Cảm ơn. Quá tuyệt vời. Bạn có muốn chia sẻ cảm xúc gì với tất cả mọi người đây, những người đang đồng cảm với âm nhạc của bạn? Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe em trình diễn ngày hôm nay. Đặc biệt là em cảm ơn anh Hồ Hoài Anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc sáng tác cũng như là khắc phục vào giọng hát của em. Ôi, đừng nói là sắp khóc nha. Chàng trai đầy chất rock mà lại yếu đuối như vậy. Vâng ạ, xin mời anh ngồi anh. Một cái con người trong cái tư duy nó rất là gai góc, nhưng mà ở ngoài thì rất là nhút nhát. Xin được kể với quý vị là cách đây có một tuần thì bảo anh ơi em hát chán quá hay là em đi học hát, thì mình mới bảo là một tuần thì em học làm sao mà em hát hay hơn được. Thế nên tốt nhất là thôi, mình sẽ tìm cách làm sao để cho nó phù hợp với khả năng mình nhất. Nhưng những cái gì hôm nay em thể hiện ở đây thì anh tin rằng là em đã chứng tỏ được với gia đình mình rằng là em cũng có khả năng. Và ngay từ sau đây em có thể đi học và học một cách chính quy, chuyên nghiệp, biết đâu được đấy sau một vài năm nữa sẽ có một cái tên là em ở trong cái làng âm nhạc. Cảm ơn. Với tất cả những sự ủng hộ đó thì chúng ta sẽ cùng xem số điểm từ hội đồng bình chọn dành cho Đinh Tuấn Anh ở hàng đầu tiên ạ. Chín trên 11 điểm ở hàng thứ hai. 10 trên 10. Quá tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên mà hàng hai có một sự đồng thuận cao đến như vậy. Và tổng cộng là chúng ta có 19 trên 21 điểm dành cho Đinh Tuấn Anh. Chúc mừng bạn. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn. Bây giờ sẽ là nhân tố tiếp theo đến từ đội của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Tiếp theo đây thì là một cái bạn tôi cảm thấy rất vui bởi vì có bạn ấy ở trong đội của mình. Một cái màu sắc không lẫn đi vào đâu, Bùi Lan Hương. Khi mà tôi cho bạn ấy cái chủ đề của vòng này ấy, tôi nghĩ là cái chủ đề này nó cũng là phù hợp với bạn ấy để cho bạn ấy có đất được thể hiện. Bởi vì âm nhạc của bạn ấy là những cái gì thiên về những cái hình ảnh một cái người phụ nữ rất là gợi cảm. Và đặc biệt hơn có phần giúp đỡ chắp cánh thêm của cái phần arrange music của bạn Slim V. Xin mời quý vị cùng nghe là bài có mang tựa đề là Bùa Mê. Và bạn ấy đặt thêm một cái tên tiếng Anh nữa là Darling. Vâng ạ, và chúng ta sẽ cùng xem khi mà cô gái thể hiện sự quyến rũ của mình không chỉ ở hình thể mà còn giọng hát, phong cách âm nhạc và cả những chất chứa trong ca từ nữa, thì Bùa Mê sẽ quyến rũ đến đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của Bùi Lan Hương trên sân khấu của Sing My Song 2018. Trong bài ca ái ân, dẫu bé điều thương tôi
Chúa Trời khiến em lạc bước vào trong lắng sương, đắm say cùng nhau mình quên tháng ngày. Chúng ta một lần nữa hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Bùi Lan Hương với Bùa Mê. Đây là bài hát đầu tiên mà mình cảm thấy bối rối. Hình như là mặt anh đỏ hơn. Đúng rồi, vì tôi bị gần như là tăng huyết áp. Vì cái sự chắc là cũng có bùa mê gì. Nhưng mà tôi tin là tôi không bị uống thuốc lú đâu. Tôi vẫn đủ minh mẫn. Cái ám ảnh của cái mâu thuẫn của em đợt trước nó quá lớn. Với góc độ của anh thì đây cũng là một bài hát rất là hay, tròn trịa, chặt chẽ. Nhưng anh nghe cái này mà anh bị ám ảnh với cái trước, thế mới khổ. Ý của hai nhạc sĩ này như thế nào? Với cái dòng của Lan Hương đã theo đuổi thì nó luôn luôn có những cái màu sắc như thế. Thành ra là đó là cái màu của cái dòng nhạc đó thôi Sơn ạ. Anh sẽ hơi khắc khe một chút xíu, bởi vì nó đang có một cái sự làm anh bị ức chế trong cái bài hát vừa rồi. Với cái beat này nó chặt chẽ hơn, nó không cho em nhiều không gian để em được chảy như những cái bài trước đây. Thành ra nó tạo cho anh một cái sự hơi bị tương phản mà nó hơi khó chịu ở cái chỗ đó. Phải chi một trong hai cái đó nhường nhau, tức là nếu cái beat đó nó được có nhiều không gian hơn của dòng ambience hơn, nó chill hơn một chút xíu nữa, thì có lẽ cái sự mà thoải mái bơi lội trong cái âm nhạc của em chắc nó dễ chịu hơn một chút xíu đối với anh. Cái lời và cái nhạc nó sẽ thuyết phục anh hơn một chút nữa. Cảm ơn lời nhận xét ạ. Mà anh cũng nói với em là em chính là nữ hoàng của cái dòng nhạc này đấy. Nên em cứ đi tiếp cái con đường này đi. Bạn hoàn toàn đi tiếp con đường này, có điều bạn tìm ra bạn hơn về cái giai điệu. Chứ còn hoàn toàn những cái dòng nhạc này cần phải được lan truyền ở Việt Nam. Rất là cảm ơn bạn đã mang đến cái màu sắc này cho Sinh Mây Son. Xin cảm ơn huấn luyện viên Giáng Son. Và Bùi Lan Hương ơi, tôi rất là yêu quý bạn bởi vì là bạn hát rất hay. Bạn đúng là đợt trước tôi nói là bạn đúng là hát nó như cứ rót mật vào tai mình ấy. Bạn phát âm tiếng Việt phải nói là rất là tuyệt vời. Đây là một bài hát rất hay mà. Ở bên phía hội đồng bình chọn thì Linh rất là muốn chuyển mic đến những nhân vật này. Nhà báo Phan Cao Tùng ạ, xin mời anh. Khi nghe và xem cái phần trình diễn của Bùi Lan Hương thì tôi cảm thấy bị sửng sốt, bởi vì là bài hát quá hay và cái cách bạn đưa người nghe vào một cái không gian âm nhạc rất là ma mị. Tôi cũng có hiểu là bạn muốn đi theo cái dòng nhạc dream pop này thì bạn phải đi theo cái màu sắc âm nhạc này, nhưng mà giá như và bạn nên tìm thêm một cái gì đó để cho bạn khác đi thì tôi nghĩ là bạn sẽ được mọi người ghi nhận và cá tính độc đáo của bạn sẽ được tỏa sáng hơn. Xin cảm ơn nhà báo Phan Cao Tùng. Nhà báo Nguyên Văn, xin mời chị hãy đưa ra những lời bình luận của mình. Về tiết mục của em thì nếu mà bài hát nó tên là Bùa Mê thì ở đây theo tôi nó chỉ là ngang ở mức độ là bùa thôi, tức là nó đủ gây cho người ta tò mò chứ thật sự nó chưa mê hoặc được người nghe. Xin được cảm ơn tất cả các ý kiến của các vị huấn luyện viên đồng thời cùng với cả hội đồng bình chọn đã dành cho em. Như mọi người cũng biết đó là theo đuổi một dòng nhạc còn rất mới thì thường sẽ có nhiều những ý kiến trái chiều. Khi mà em đến với đội của huấn luyện viên Hồ Hải Anh thì em luôn luôn mong muốn được làm việc cùng anh và đưa ra được nhiều những phương án tối ưu hơn để tạo được những điểm nhấn riêng cho chất nhạc của bản thân mình. Và đối với vòng này thì em đã cố tình viết upbeat lên và cố gắng đưa nhiều chất liệu điện tử hơn để có tạo nên những màu sắc âm thanh mới. Tuy nhiên em vẫn phải cố gắng để giữ lại được sự lãng mạn bay bổng ở trong cái tác phẩm của mình. Bước chuyển mình này vẫn chưa đầy đủ và chưa được tốt và chưa được thuyết phục mọi người. Nhưng mà em hy vọng rằng trong tương lai có thể làm được nhiều những tác phẩm tốt hơn. Làm sao mà làm được một cái điều rất khác thì thực sự là còn rất là khó. Em cũng suy nghĩ nhiều khi mà các ca sĩ nhạc pop có thể là cố gắng hát giống Celine Dion, hát giống Whitney Houston và mọi người vỗ tay rất là to bởi vì cô ấy hát rất là tuyệt, cô ấy hát giống một diva nào đó. Nhưng khi em hát một ca khúc hoàn toàn mới thì lại bị mọi người phán xét rất nhiều. Có lẽ là điều này cũng khiến em đôi chút chạnh lòng. Nhưng mà em tin là em sẽ không từ bỏ và sẽ tiếp tục cố gắng. Đến khi mà mắt cô ấy long lanh trông cô ấy vẫn quyến rũ nữa. Anh ủng hộ em Hương ạ. Như là tượng đài về R&B chẳng hạn, mọi người sẽ nghĩ đến Steve Wonder. Anh nghĩ là cái em đang làm ấy dễ gây liên tưởng. Thì chúng ta đang cố gắng để đi từng bước một, để một ngày nào đấy thì mọi người sẽ khẳng định được rằng là ở đây là Bùi Lan Hương. Cả một cái quá trình và em đã nỗ lực. Tất nhiên là phải trải qua gian nan thì người ta mới có được thành công.
Vậy nên anh nghĩ cái gian nan này ngay của em thì nó cũng chỉ là một cái bước gian nan trước mắt đầu tiên thôi. Em sẽ còn phải trải qua rất nhiều gian khó nữa. Và hãy tập với cách để đứng trước dư luận, làm sao mình vẫn phải tìm những cái hướng để mình thay đổi, nhưng mà mình cũng vẫn phải thực sự mạnh mẽ. Tôi cũng là người ủng hộ cô. Có những ca khúc thì đón nhận nhiều ý kiến trái chiều, thế nhưng mà lại được số vote rất là cao từ phía hội đồng bình chọn. Cho nên bây giờ Linh chờ đợi một bất ngờ đến từ hội đồng bình chọn. Không biết là mọi người sẽ cho điểm như thế nào. Xin mời hàng đầu tiên ạ. Chín trên 11 điểm. Ở hàng thứ hai ạ. 6 trên 10 ạ. Và tổng cộng là Bùi Lan Hương đã có 15 trên 21 điểm từ hội đồng bình chọn. Em xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn. Có thể nói là mỗi ca khúc của đội huấn luyện viên Hồ Hải Anh khi trình bày trước sân khấu thì đều nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp từ phía hội đồng bình luận cũng như là các huấn luyện viên. Và với cái không khí hào hứng đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tiết mục cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay. Đó là ai? Xin mời anh tiếp tục bật mí ạ. Đấy là Nam. Hôm đó thì tôi có giao cho bạn ấy cái chủ đề nó cũng rất là đơn giản, đấy là chủ đề tình yêu. Thế thì bạn ấy làm một cái bài hát nghe cũng ổn, nhưng mà tôi vẫn kỳ vọng nhiều hơn. Thế là tôi lại bắt vứt cái bài đấy đi. Sau đó thì tôi có một cái bất ngờ cho bạn ấy. Thì lúc bạn ấy đang vò đầu vứt tai và không biết làm gì, thì tôi có dẫn bạn gái của bạn ấy vào, hai đứa ôm nhau khóc. Vì trước khi vào cái vòng đấy thì tôi đã nghĩ là thế nào bạn này cũng sẽ bị bí, và tôi cũng muốn truyền thêm lửa cho bạn ấy. Thì lúc đấy hai đứa nhảy vào ôm nhau khóc lóc rồi là các thứ. Nhưng mà ngay sau khi bí bách đó thì bạn ấy chỉ mất có khoảng hơn một tiếng để bạn ấy làm cái bài hát mới này. Không biết tương lai như thế nào, nhưng mà ngay lúc này thì tôi phải có một cái lời chúc mừng đến cặp đôi này, đã có được một cái kỷ niệm hay đẹp và lại có được một bài hát được đứng ở trên sân khấu, bài hát hay nhất nữa. Bài hát có mang tựa đề là Tình Yêu Của Anh, khá là đơn giản. Bây giờ cùng đến với Andy Nam Trương với ca khúc Tình Yêu Của Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sóng nhịp nhàng đều gió cuốn xô ta đi về đâu, về nơi ta thấy mặt trời chưa sưởi ấm nơi trái tim mình. Qua tình yêu xa buốt khi xưa cùng một thời tôi nhé, chẳng ai có một lần được yêu, yêu bằng những chân chiều hoàng hôn còn được cầm tay nhau. Tình yêu là ai sai trong đêm tối mịt mờ, tình yêu thở tuyết phủ đầy một ngày tháng tư, tình yêu đã cho ta màu sắc bao la của cuộc đời. Anh thấy tình yêu là những cơn mơ với nụ cười, là do nước mắt vì những điều đã qua. Tình yêu từ mỗi chúng ta. Lần được yêu, yêu bằng những chân thành, ước muốn đến một chiều hoàng hôn còn được cầm tay nhau. Tình yêu là ai rơi trong đêm tôi mịt mờ, tình yêu thừa tuyết phủ đầy một ngày tháng. Màu xa bao la của cuộc đời, anh thấy
lời về tình yêu. Tình yêu là em đây thôi. Tôi hỏi là không biết là vì là thiếu kinh nghiệm giao lưu sân khấu hay là do người ấy của bạn ngồi phía bên cánh trái này mà tôi thấy bạn quay sang bên này hoài. Có phải cô bé này là người yêu em không? Dạ đúng rồi ạ. Chị giáo sao tinh tế nhìn ra luôn người yêu của bạn ấy đang ngồi ở đâu luôn. Chúc mừng cô gái, thật là hạnh phúc. Là rất là trẻ trung, lãng mạn, rất là tuổi trẻ. Đúng là một cái tình yêu tuổi trẻ. Và bây giờ tôi có mơ, tôi cũng chả bao giờ có được những cái cảm xúc như, đúng rồi, như thế này. Anh em mình là chỉ có mơ thôi chứ làm đúng sao không? Mà có được. Bạn hát rất hay, bạn có một cái rung rung mà phải nói là rất là tuyệt vời. Và anh rất là thích cái rung rung của em. Ngọt ngào lắm, nghe sung sướng lắm. Chúc mừng em. Cảm ơn ạ. Trong mắt huấn luyện viên Lê Minh Sơn là có cái điều khao khát gì đó như kiểu là ước gì mà anh được quay trở lại tuổi trẻ của em? Không, 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 mãi mới được như này. Thật ra thì tình yêu là cái tình yêu là điều quan trọng thôi. Chứ còn tình yêu nó đến bất cứ một lứa tuổi nào. Với người như tôi, với anh Đức Chí ngồi đây không biết hồi anh như nào. Nhưng mà tôi chắc là đến khi nào mà mình chết rồi mình vẫn yêu. Lý luận rất là thú vị. Xin mời huấn luyện viên Giáng Son ạ. Tôi nghĩ rằng là ca khúc này sẽ thành hit đấy. Tôi rất là thích phần trình bày của bạn. Một ca khúc mà khi tôi nghe tôi cảm thấy vừa quen thuộc. Tại vì là bạn có những cái giai điệu nó rất là nó thuận. Khi mà thuận thì người ta, khán giả người ta dễ vào. Thế nhưng mà bạn lại có những cái sáng tạo, những cái mới mẻ trong ca khúc đó. Tức là vừa lạ vừa quen. Cái điều đó rất là quan trọng. Và tôi nghe tôi thích thú lắm. Tôi thưởng thức lắm. Chứ tôi không bị gồng xem là sắp tới bạn sẽ như thế nào. Tôi rất là chúc mừng bạn với ca khúc này. Xin cảm ơn huấn luyện viên Giáng Son. Thật ra tôi cảm giác nó hồi hộp khi bạn ấy hát. Tức là bạn không có chắc chắn làm cho tôi tin rằng bạn là một người hát hay. Nhưng mà bạn hát với quá nhiều cảm xúc. Thành ra là cái sự mà có cảm xúc đó của các bạn, của bạn làm cho tôi bị thuyết phục. Và đó là một cái điều rất là dễ hiểu của những người viết nên bài hát của mình, nói lên những điều mà mình nói. Cho nên là bạn bất cần, tôi chả biết cái nốt đó có phôi hay không, tôi cứ hát bình thường thôi. Đó là một điểm rất là đặc biệt của bài hát của bạn. Chỉ có một điểm lần này chị Giáng Son lại bỏ qua cho bạn về lỗi ngữ thanh. Những cái lần khác thì tôi tha, nhưng lần này từ đâu tôi không tha được. Bởi vì là tình yêu là ánh sáng trong đêm tôi mịt mù, đúng không? Thì tại sao bạn không, tình yêu là ánh sáng trong đêm tôi mịt mù? Tại vì lúc em viết thì em giai điệu nó ra và em ra cùng với lại cả chữ luôn à. Em... thì em đổi giai điệu được mà. Dạ nhưng mà em quyết định là thực sự thì lúc mà em viết á là em có bạn gái em ngồi kế bên rồi à. Là phối chi phối á. Dạ không chi phối mà, à. Nếu mà anh xin lỗi bạn một chút, tức là nếu mà như thế thì mình không bị phạm quy. Dạ à? Không phải, tại lúc đó là cái lúc mà trong lúc mà anh sao, ngồi sao anh lại nói có được bạn gái ngồi thế này lộ. Dạ, quá phải. Không được. Trong lúc anh ngồi là anh nói rất là kiểu gặp nhau ôm nhau và này kia kia nọ thì trong thời gian đó thôi. Này xong kia em kia lại vào. Là cái gì? Em giải thích cho bọn anh này kia kia nọ là gì? Mà em viết giai điệu là nó ra cùng với lại câu chữ luôn. Anh nghĩ rằng là lúc mà em ôm bạn gái của em là thật ra là em muốn nói là tình yêu là ánh sáng trong đêm tôi mịt mờ. Tối à? Đúng không ạ? Tôi mịt mù tại vì có người kế bên là tôi mịt mù rồi. Đúng rồi. Anh không biết cái tôi thực với ông Sơn mà là hãy cứ có người kế bên là... Thực ra em không nên tiếp cái nốt đấy đâu. Người ta vẫn nhận ra cái nét giai điệu đấy của em và mình chỉ sửa một chút thôi. Nốt lên hoặc nốt xuống nó cũng vẫn cùng hòa thanh, nó vẫn không làm sao. Xin được chia sẻ như này này. Tức là riêng bạn Nam này ở trong đội em ấy là bạn ấy là một cái người mà bật ra cái lời nó quá nhanh. Tức là bạn ấy không cần phải ngồi, bạn ấy phải viết ra. Khi bọn em hay ngồi phiêu, bọn em hay ngồi phiêu phiêu là em cho bạn ấy một vòng âm em đánh ấy thì bạn ấy hát luôn. Ví dụ nếu mà bạn không lơ là mà bạn máu quá là bạn phiêu trên cái giai điệu này và một cái lời khác luôn. Tức là rất là nhanh. Khả năng của bạn nhưng mà lại sinh ra là để viết nhạc đấy. Đấy, lại bị như thế nên là tốt nhất là mình cứ dùng cái phương án đầu tiên là nó đã ám ảnh nhất. Đúng rồi. Rồi em cũng cảm ơn những xét quan Đức Chí, em sẽ rút kinh nghiệm mà. Bây giờ thì chắc là các khán giả đặc biệt của chúng tôi ở hội đồng bình luận cũng sẽ muốn chia sẻ những cảm xúc của mình với bạn. Nhạc sĩ Hoàng Nhã, tình ca là bao giờ? Và ngày hôm nay thì anh có thấy rung động không? Thật sự khi nghe bạn Andy trình diễn thì cảm giác rất là xúc động. Đã lâu rồi mới nghe được một bài tình ca mà pop ballad hay như vậy. Anh nghĩ em phải cảm ơn huấn luyện viên của mình á. Đã dùng chiêu dẫn bạn gái em ra mà để có một cái bản tình ca như vậy thì thật sự là phải có chiêu mới được. Là về bản phối cũng hay. Chắc phải cảm ơn anh Hoài Sa và giọng hát em cũng cuốn hút nữa. Nói chung là cảm ơn em vì một phần trình diễn rất thành công. Cảm ơn anh. Và em cũng cảm ơn ban nhạc anh Hoài Sa.
khi mà có bạn gái bên cạnh thì người ta sáng tác thăng hoa thế đấy ạ. Vâng ạ, ở ngoài cùng bên phải này, xin được mời Long Halo ạ. Lần đầu tiên thì xin gửi lời chào đến quý vị khán giả và bốn vị huấn luyện viên. Thật sự thì đối với tôi thì tôi bị đánh gục ngay từ khi anh Hoài Anh giới thiệu câu chuyện của bạn. Mình rất là hâm mộ cái đẹp và tình yêu của các bạn có những cái khoảng khách rất là đẹp. Và mình lúc đấy mình nghĩ là mình sẽ bấm cái nút này ngay lập tức mà không cần biết nghe bài hát của bạn là gì. Nhưng mà mình nghĩ lại thì nếu mà mình làm như vậy thì mọi người sẽ nói mình là đồ tồi. Khi mà chưa nghe thấy bài hát mà đã làm những cái việc như vậy, nghe bạn hát mình rất là hồi hộp để mình thật sự muốn ấn. Và đến lúc xong rồi mình cảm thấy là mình muốn ấn banh cái nút này luôn á. Mình cảm thấy là trong âm nhạc không có cái gì nó đẹp bằng sự thật. Và bạn đang hát cho người yêu bạn, cái đấy nó rất là đẹp. Cảm ơn bạn. Vâng. Và niềm cảm hứng của anh đã lan sang nhà báo Phan Cao Tùng kế bên là cũng bật đèn sáng giống như anh đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi số điểm từ hội đồng bình chọn. Hàng đầu thì đã có 2 vote rồi, còn những người còn lại thì sao? 3, 2, 1, xin mời. Gần như là sáng hết luôn ạ. 11 trên 11 điểm, chúc mừng Andy. Ở hàng số 2 chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi ạ. Có tiếp tục là một sự đồng thuận hay không ạ? 3, 2, 1, xin mời! Tuyệt đối 21 trên 21 điểm từ hội đồng bình chọn. Và đây là một kết thúc quá tuyệt vời, một happy ending dành cho các tiết mục được trình diễn ngày hôm nay của đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của 3 thí sinh còn lại trong tiếng vỗ tay của tất cả quý vị khán giả. 4 màu sắc, 4 cá tính âm nhạc khác nhau thì với phần trình diễn của đêm nay, một đêm thi sôi động có rất là nhiều cảm xúc. Và một tràng vỗ tay sẽ dành cho tất cả các thí sinh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Đó chính là Xin Hồng Vị, Đinh Tuấn Anh, Bùi Lan Hương và Andy Nam Trường. Một lần nữa, xin được cảm ơn những lời nhận xét vô cùng xác đáng đến từ phía hội đồng bình chọn. Và bây giờ, chúng tôi xin được công bố lại số điểm mà các thí sinh của chúng ta đã nhận được từ hội đồng bình chọn. Ca khúc Vui Thôi Đừng Vui Quá của Xin Hồng Vịnh nhận được 12 trên 21 lượt bình chọn. Ca khúc Sao Tôi Vào Đây của tác giả Đinh Tuấn Anh nhận được 19 trên 21 lượt bình chọn. Ca khúc Bùa Mê của tác giả Bùi Lan Hương nhận được 15 trên 21 lượt bình chọn. Và khép lại đêm nay với một con số hoàn hảo, 21 trên 21 điểm là số điểm dành cho Nam Trương Andy với ca khúc Tình Yêu Của Anh. Ngoài huấn luyện viên Hồ Hoài Anh thì 3 huấn luyện viên còn lại, mỗi người giữ cho mình một số điểm vàng là 3 điểm để các anh chị sẽ dành cho thí sinh mà các anh chị thấy là thuyết phục nhất về mặt âm nhạc cũng như là về việc thể hiện ca khúc trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì sẽ là lúc mà các huấn luyện viên sẽ cho điểm cho thí sinh mà các anh chị cho là xuất sắc nhất. Xin mời. Cho tôi lần này được cho tôi cho điểm trước. Thật ra thì 4 bạn này mỗi bạn một cá tính và tôi thật sự là rất là yêu quý các bạn. Trừ bạn cuối cùng thì đúng là nó quá vang dội rồi, thì thôi thì tôi dành cho một cá tính âm nhạc mà tôi rất là thích, chính là bạn Tuấn Anh. Thì anh dành cho em cái 3 điểm này là bởi vì sao? Bởi vì chính là cái sự ngây thơ hồn nhiên trong sáng của em. Và rõ ràng em có một góc nhìn rất tốt và cái âm nhạc của em về vấn đề xã hội rất tốt. Và anh chúc mừng em. Rất là tuyệt vời bởi vì huấn luyện viên Lê Minh Sơn đã tạo ra không khí gay cấn hơn. Với 3 điểm vừa được cộng từ huấn luyện viên Lê Minh Sơn thì điều đó đồng nghĩa với việc là Đinh Tuấn Anh đang có 22 điểm. Và như vậy là bạn đang vượt trên cả Andy Nam Trương. Bây giờ sẽ là 2 vị huấn luyện viên còn lại, anh chị sẽ cho điểm ai? Mời nhạc sĩ Đức Trí. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ dành điểm cho một cái bài hát mà tôi nghĩ rằng là không phải bởi vì bài hát mà do cái phần đệm làm cho bài hát được đánh giá không tốt lắm. Tôi muốn dành cái điểm đó cho Lan Hương. Tôi nghĩ rằng đó là một bài hát tốt và xứng đáng để vào trong. Vâng ạ, lại tiếp tục khó hơn nữa. Lan Hương đang có 15 điểm từ hội đồng bình chọn, thêm 3 điểm của nhạc sĩ Đức Trí, bây giờ bạn đang có 18 điểm. Bây giờ chúng ta còn 3 điểm cuối cùng được gửi đến từ huấn luyện viên Giáng Son. Tôi sẽ dành 3 điểm này cho một bạn để chứng tỏ rằng là tôi luôn ủng hộ những bạn sẽ đi theo những con đường âm nhạc khó khăn. Và tôi rất ủng hộ. Tôi xin được dành 3 điểm này cho Bùi Lan Hương.
vậy là với 6 điểm được cộng từ huấn luyện viên Đức Trí và huấn luyện viên Giáng Son thì lúc này Lan Hương đang có 21 điểm. Như vậy là bạn và Nam Trương đang bằng điểm nhau, 21 điểm. Và Đinh Tuấn Anh, bạn là cái tên đầu tiên được gọi để bước vào vòng bán kết của Sinh Viên Xong Bài Hát Hay Nhất 2018. Và tôi nghĩ là lúc này không biết là huấn luyện viên Hồi Anh sẽ lựa chọn ai để đi tiếp. Các bạn quá là cân tài cân sức. Trước tiên là anh phải lên, anh cảm ơn các em một cái. Rất tuyệt vời ạ. Để chọn. Đó. Kính thưa quý vị, là hơi xến xúa một tí nhưng mà phải nói rằng là Hoài Anh cảm thấy là rất là có ý nghĩa khi đứng ở cái sân khấu này, trên cái chương trình này. Bản thân Hoài Anh cũng được truyền thêm rất là nhiều lửa bởi vì các bạn trẻ, các bạn quá hay. Và Hoài Anh cũng cảm thấy may mắn khi được cùng với các bạn. Và một lần nữa anh cảm ơn các em. Anh cho anh xuống kia, anh ngồi nói tiếp nhá. Đứng gần là mình cảm thấy rất là áp lực đúng không anh? Chúng ta luôn khẳng định rằng là đội của chúng ta thứ nhất là những cái con người sống với âm nhạc một cách tử tế. Dù là chúng ta đi theo con đường giải trí, nhưng anh cũng có thể nói tự tin rằng các thành viên trong team chúng mình, mà nhất là bốn em, sau chương trình này anh vẫn chỉ hướng đến là gì? Các em sẽ có show, các em có người mời, các em có sân khấu ca nhạc của mình, các em có người đặt hàng viết bài. Vậy nên là chúng ta hãy cứ giữ cái mục tiêu đấy. Chúng ta cũng phải tìm một cái thành viên mà làm sao để mang đến cái sự, không phải là đi đến đích cuối cùng, cái vinh quang cho cả đội, nhưng mà ít ra là một cái thành viên mà có gì đấy đồng cảm với anh nhiều. Anh nghĩ rằng là Lan Hương với cả Xin đều hiểu cái điều này. Anh rất là cảm ơn hai em đã yêu thương anh và đã dành tất cả tình cảm và sự tôn trọng cho anh. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh các em trong suốt cả cái chặng đường âm nhạc sau này. Bất cứ khi nào các em cần đến anh, và anh phải chọn Andy. Chúc mừng Andy. Một sự lựa chọn không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng với Bùi Lan Hương và với Xin Hồng Vịnh, chúng tôi tin là với những gì mà các bạn đã thể hiện ngày hôm nay thì chúng ta đã cho tất cả mọi người thấy lửa âm nhạc, cái niềm đam mê và đặc biệt là khả năng không pha trộn của mình với bất kỳ thí sinh nào hay bất kỳ phong cách âm nhạc nào đang có trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Và chúc mừng đội huấn luyện viên Hồi Anh vì điều đó. Và một lần nữa chúc mừng Đinh Tuấn Anh và Andy Nam Trường đã bước vào bán kết. Cảm ơn ban nhạc Hoài Sa đã luôn luôn mang đến những phân phối tuyệt vời, nâng cánh cho phần trình diễn của tất cả các thí sinh của chúng tôi. Xin cảm ơn hội đồng bình luận và những ý kiến vô cùng sắc đáng. Xin cảm ơn bốn vị huấn luyện viên của chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Hãy cùng gặp lại nhau vào những chương trình tiếp theo của Sing My Song Bài Hát Hay Nhất 2018. Tuần sau, đội huấn luyện viên Lê Minh Sơn sẽ là đội tiếp theo đón nhận những thử thách của vòng trải sáng tác cùng với sự cố vấn của nhạc sĩ Hoài Sa. Và với tôi thì cái trải sáng tác là hay nhất, bởi vì lúc đấy chúng tôi được làm việc với nhau, thật sự truyền lửa cho nhau qua âm nhạc. Vừa hào hứng mà vừa rất là lo. Không biết là trong vòng 24 giờ đó thì mình có hoàn tất được một bài hát hoàn chỉnh hay không. Và quan trọng là chủ đề mà huấn luyện viên của mình đưa ra nó sẽ ra sao, mình suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Căng thẳng, nghẹt thở, từ khi đồng hồ chính thức đếm ngược, liệu với kinh nghiệm của bản thân ở mùa 1, vị huấn luyện viên này sẽ hướng dẫn các bạn thí sinh của đội mình như thế nào để trong vòng 24 giờ, bài tác giả này có thể vượt qua được chính mình để hoàn thành sáng tác. 24 giờ mà phải có được một ca khúc, đối với tôi cũng khủng khiếp chứ đừng có nói là đối với bạn trẻ. Huấn luyện viên đến tận phòng để hướng dẫn rất là tuyệt. Chị rất là hào hứng khi mà được tham gia trại sáng tác lần này. Tôi với vị trí của một huấn luyện viên luôn luôn dùng tất cả những kỹ năng của mình để khơi dậy những điều gì mà các em còn chưa bung ra được. Tôi muốn hôm nay các bạn hãy trào ra với tất cả những gì, những năng lực của các bạn. Một lần nữa con, tí đã. Chẳng ơi, chẳng chỉ có một cái khoảng thời gian nhất định để mình có thể làm một cái bài hát thôi, mà mình chưa bao giờ làm cái điều đấy. Sáng tác một bài hát hay không phải là một sớm một chiều được, mà phải có một cái thời gian học hỏi rèn giũa thì mới có thể được. Bọn mình chỉ mất thời gian để cãi nhau mà thôi. Ôi à, ôi à, ôi à. Nào lại nhá. Ôi à, ôi à. Hát
một cái bài hát của chính mình nó khác với việc hát một bài hát của một ai đấy khác. Việt Nam thì hiện tại chưa có thị trường âm nhạc đâu, mà mới chỉ có nhạc thị trường thôi. Và chính những lớp trẻ, những các bạn trẻ ở Sing My Song sẽ tạo ra thị trường cho riêng các bạn ý. Và bốn tác giả nào sẽ giành được sự may mắn để đến với sân khấu của vòng tranh đấu? Tất cả sẽ có trong tập 2 Vòng trại sáng tác và tranh đấu, được phát sóng vào lúc 21:10 ngày 8 tháng 4 2018 trên kênh VTV3. Cảm ơn thương hiệu Oppo đã đồng hành cùng chương trình Bài hát hay nhất 2018.